Dạ, nói thật là trước khi đến đây là em đã rung mất 7 phần rồi, còn giờ gặp bạn ấy là rung mất 3 phần nữa là coi em chọn 10 anh ạ. Thật sự là em thấy bạn ấy rất là tốt với em, nhưng mà có khả năng là cái nhược điểm của em với bạn ấy, cái công việc nó khả năng là hơi không đáp ứng được cái... Nhưng mà em đã bật đèn xanh cho cô ấy ấy ngay từ những giây phút ban đầu, nhưng cuối cùng em lại là người lại tắt luôn đèn. Tại sao là như vậy? Em tên đầy đủ là Trịnh Quang Hùng, năm nay 37 tuổi, quê ở Thái Bình ạ. Mình làm việc ở đâu Hùng? Dạ, em quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm gì Hùng? Em làm bên ngành dược ạ. Ngành dược, nhưng cụ thể là Hùng làm gì? À, em phân phối dược. Phân phối, à. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Quyền Linh. Chị Quyền Linh chào cưng. Em xin lỗi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tuyết Nga, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Đắk Nông, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Thủ Đức ạ. Rồi, em đang làm công việc gì? Em làm bên bất động sản chị. Mình làm nhân viên bán hàng hay là sao? Dạ đúng rồi ạ. À, rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hay nói nhiều lắm, nói chung lúc nắng lúc mưa. Em cũng biết nấu ăn, cũng biết chia sẻ với lại quan tâm người khác đó chị. Còn nhược điểm của em thì nhiều lắm, ví dụ như là em mau quên, rồi cũng có nhiều cái là em lười tắm đó chị. Được rồi, lười tắm là sao? Dạ tại vì có lần em đi nước ngoài á chị, một tháng nó lạnh quá, nguyên tháng là em không tắm luôn. Đi nước ngoài một tháng không tắm? Bây giờ về Việt Nam em áp dụng giống vậy luôn? Dạ không chị, phải tắm chứ chị, tắm mỗi ngày. Có dạ. Cái nào làm biến quá là không tắm luôn không? Rồi gãi gãi là có rồi đúng không? Có xài dầu thơm không? Dạ không chị, cái đó em không xài. Thôi thôi thôi, không có tắm được xài dầu thơm. Không tắm nhưng mà vẫn lau mình thay đồ chị. Tại vì nó lạnh quá, chỉ cần cởi đồ ra thôi là muốn mặc vô lại. Nói chung là chỉ có lau mặt thôi, cũng được. Lại gọi đầu nữa anh, tại vì mình gọi đầu để cho người ta biết là mình đừng ở dơ. Trời, cô này cô đọc kêu ghê nha. Hay. Cô cũng đặc biệt đó cô. Bạn trai thì sao? Nghe người ta không tắm một tháng là im luôn rồi hả? Dạ, nhưng mà cái đấy là do điều kiện khí hậu nó quá lạnh cho nên là bạn mới lười tắm thôi, chứ chắc ở Việt Nam thì bạn tháng chắc tắm được 40 lần. Em thì có cái khuyết điểm là do nhiệt tình với bạn bè quá, hay cũng do công việc cho nên cũng hay nhậu nhẹt. Buồn thì uống được lon, mà vui thì uống được khoảng thùng. Một thùng? Dạ, đó là cái khuyết điểm lớn nhất của em. Tại vì cũng hay, nói chung là cũng tính cả lễ. Cho nên là hay, quý vị như là đã về chơi gia đình rồi nhưng mà bạn bè kêu đi thì có kèo là đó thì lại đi nhậu tiếp. Cho nên là đó là cũng là cái nhược điểm. Nếu như mà có vợ con, có gia đình thì sao? Lúc đấy rất là khó khăn, là em sẽ thay đổi dần dần. Vì đó là cái khuyết điểm của em thì không thể nào mà làm ngay được. Hy vọng rằng có gia đình chúng ta sẽ bớt cái đó lại. Chứ cái đó là khuyết điểm lớn đấy. Nghe khuyết điểm của bạn trai em thấy sao? Dạ chị, cho em hỏi bạn trai. Em hỏi đi, em hỏi đi. Anh ơi, anh có hút thuốc không? Từ nhỏ giờ thì anh rất là ghét hút thuốc. Anh cho em hỏi là anh bình thường, thí dụ như anh đi nhậu vậy về anh có bị có lầy không anh? Nếu mà uống khoảng lon thì về bình thường, nhưng mà uống tới lon thứ 24 thì chắc là lúc đấy cũng chả biết nữa. Không hơi phê phê thì nó tính cách lúc đấy không phải là người, không phải là cái tính bản thân của anh, mà lúc đấy thì lúc đấy là rượu nó anh không làm chủ được nữa. Rồi em làm gì mỗi lần nhậu xỉn về làm gì? Dạ lên giường ngủ chị ơi. Nhưng mà có khi nào mình làm bậy điều gì đó không? À dạ cái đấy thì em đoan mới anh là chưa khi nào xỉn. Có khi nào nhậu xỉn rồi gặp gái người ta là bóc hốt không? Dạ không chị ơi, nếu mà bóc hốt thì bây giờ đâu đang ngồi đây chị. Tóm lại là nhậu nhiều nó mất kiểm soát là hết sức là nguy hiểm. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em đã có gia đình rồi. Có gia đình rồi. Em đã có một cháu hôm nay được 12 tuổi. Thì đang sống với mẹ cháu và em chu cấp tiền. Mình lấy nhau được bao năm thì mình ly hôn? Vợ chồng em cưới nhau được 10 năm. Thì sau đó thì chúng em ly dị. Thì thực ra là tại cũng là do em cả. Vì cái công việc của em là em đi hết tỉnh này tỉnh khác. Thời gian nói chung là không dành được cho gia đình nhiều quá. Một tháng hồi trước nói chung tháng bình quân có tháng thì em đi tới 26 ngày. Còn không thì tháng bình quân có thể đi 10 ngày. Bây giờ mình có đi công tác nhiều không em? Dạ, 2 năm nay thì em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh chứ còn em cũng hạn chế rồi. Rồi, ok, vậy tốt rồi. Mời em gái. Dạ, em thì cũng đã ly hôn một lần rồi chị. Ồ, vậy hả? Dạ. Mình có cháu nào chưa em? Dạ, hiện tại thì bé đang ở với ba và bé gái 4 tuổi. 4 tuổi. Mình dạ. Quen bao lâu rồi, lý do sao chia tay? Em quen cũng được một năm á chị. Rồi bản thân em thì nói chung hai bên cái tôi nó lớn á chị.
Nhưng mà chị thấy thường thì chia tay thì mà bé sợ với mẹ, tại sao em lại không nuôi con mà con ở với ba? Dạ, thời gian đầu thì bé ở với mẹ và em lo cho bé tất cả, thì ba không có phụ cấp cái gì hết. Và sau đó thì em, lúc đó là em không có cho bên gia đình bên đó tới lui với bên đây luôn. Và sau đó thì em suy nghĩ thoáng ra, rồi em mới chủ động liên lạc với ba bé và cho bé học ở ngôi trường Sài Gòn này á, nó tốt hơn. Với lại ở đây thì không phải thuê nhà giống như em đang ở. Với lại công việc của em cũng khó lo cho bé được, thì dù sao là đưa cho nội cho bé thì cũng an tâm hơn. À, coi như là hai người này có vẻ lâm ly bi đát quá nha. Hy vọng ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, và các bạn sẽ có một bến đổ cho nó bền vững luôn nha. Bỏ qua tất cả mọi thứ đó, bây giờ em muốn một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là một người đàn ông, em thiên về tính cách anh. Tính cách như thế nào? Tính cách của anh nó phải chững chạc, điềm đạm, phải hiền một chút, rồi có công việc ổn định một chút là được rồi. Anh bên đây nãy giờ nói chuyện thì em cảm giác hiền không? Hơi nhút nhát. Hơi hiền chút ha. Công việc thì ổn định rồi đó. Một chút chúng ta sẽ trò chuyện xem cái việc này như thế nào. Rồi, một cô gái rất là xinh đẹp, dễ thương nha em trai. Hy vọng rằng em sẽ chinh phục được cô gái ấy. Thủ tục là xong xuôi hết rồi ha. Dạ, có giấy chứng nhận độc thân luôn rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu được thì bạn muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Một năm. Một năm. Dạ. Để chị hỏi bên trai coi. À, một năm nữa thì mình thí dụ mình kết hôn nữa được không em? Dạ được chị. Chị chỉ có một lời khuyên là bớt nhậu lại thôi là được. Sức khỏe của mình nữa, an toàn cho mọi người. Dạ. Cái điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Nói chung là không, người phụ nữ thì em chỉ không thích là cái tính là hay càm ràm thôi, không có gì quan trọng lắm. Cũng và cái công việc của em đặc biệt là cũng hay đi tiếp khách với bạn bè. Em không phải lợi dụng cái vấn đề đấy, nhưng mà nếu mà có bạn bè kêu rủ đi nhậu hay gì thì cũng chia sẻ với chồng, thông cảm với chồng một xí là ok. Thông là thông một vài lần, thông vừa vừa, nếu em biết đi biết về. Chứ còn mà cứ em cái ở nhà đang dọn cơm, vợ dọn lên ăn, bạn điện thoại lại cái em đi nhậu, gặp như chị ba lần thôi là cho em đi luôn, chứ ở đó mà thông cảm gì. Ví dụ cuối tuần mình đi một lần, một tuần mình đi một lần, chứ còn nếu mà ngày nào em cũng dị nể bạn bè em đi như vậy là không có được. Dạ, nói chung là chỉ vì đối tác công việc thôi, chứ còn cái chuyện đột xuất thôi. Ví dụ như là các bạn ở miền Bắc mà đi vô đây kêu là anh hay em bay vô đây có công việc thì cái đấy em phải đi thôi, chứ còn bạn bè xung quanh hàng ngày thì thôi mời họ tới nhà nhậu cũng được chị. Nói chung là cuối cùng là cũng phải nhậu. Thôi, tôi nghỉ chơi. Bây giờ mình khảo sát ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị với lại những đồng nghiệp của em ạ. Cho gặp chị đi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ở bên này và tất cả các khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Yên, chị bạn thân với Nga 4 năm nay. Bé Nga ở bên này thì tính cách của nó rất là yếu đuối. Tại vì bản thân một mình ở xuống như này, ở chỉ có làm việc một mình thôi, nhiều khi là cũng hay buồn á. Ưu điểm của Nga là rất là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, làm trong công ty thì làm Nga rất là hoạt bát. Nga có khuyết điểm là hay yếu đuối. Tại vì bản thân Nga đã lỡ một lần đò, cho nên là Nga không tự tin với bản thân mình lắm. Anh bên này thì chị thấy cũng vui vẻ, cũng chững chạc. Em cũng có một số góp ý như thế này. Tại vì bản thân phụ nữ khi lập gia đình rồi là người ta cần một bờ vai vững chắc để người ta tựa vào. Bản thân người ta đã rất yếu đuối, cho nên nếu mà làm trong công việc nào cũng vậy, những mối quan hệ là mình đều có cái sự giao lưu giữa bạn bè. Đàn ông họ bằng lĩnh là điều tiết được cái ly rượu trong bàn nhậu, chứ không phải là mình nhiệt tình với bạn bè là mình là người tốt. Cho nên nếu khi hai người đã xác định đến được với nhau thì em chỉ cần sự thấu hiểu giữa hai người mà thôi, để đến được với nhau sống dài lâu hơn. Dạ em xin hết ạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái đang rất là xúc động ha. Không có gì hết em, tại vì cái chuyện mà đổ vỡ là cái chuyện hết sức bình thường. Tương lai còn rất đẹp ở phía trước. Mình phải tự tin lên em nha. Dạ. À, tự tin lên. Câu của em gái rất là hay đó nha. Mình phải tự điều tiết trong ly rượu của mình. Câu nói rất là hay. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với cháu ruột, với một em kết nghĩa. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là tên là Trụ, là cháu của chú Hùng. Xét về mặt hình thức, hai người là có hoàn cảnh là rất là giống nhau. Chú về trách nhiệm thì rất là tốt, có trách nhiệm với gia đình. Nhận xét về bên nhà gái thì rất là tốt. Bản thân em thấy là hai bên rất là hợp. Nếu như đây là sân khấu của đám cưới thì có lẽ nhà trai là hơi lép vế một chút.
Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt rồi nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên gặp mặt em thì anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có cuốn sách này tặng anh, dù rằng là em chưa có đọc. Trong đó thì em có ghi một câu đó là: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Được rồi, các bạn trò chuyện đi. Theo quan điểm của anh á, chúng ta đã có cháu rồi. Thì khi mà sau này mà lỡ có cưới nhau về á, em mang con em về á, anh có thấy bất tiện không? Đối với anh chuyện đấy thực sự là không quan trọng lắm. Thứ nhất là con của ai cũng vậy, và con đều là con người thì mình phải nên yêu thương quý hơn. Và đặc biệt là con của em thì chắc chắn là anh sẽ yêu quý hơn những đứa trẻ bình thường khác. Em cũng hỏi một câu nữa là anh cần điều gì nhất ở người phụ nữ? Khi mà đã bị ly dị một lần rồi thì bây giờ mục đích cuối cùng là chúng ta sống để mà gọi là chăm sóc lẫn nhau về già, tại vì anh cũng không bao giờ không phải là ít tuổi nữa rồi. Nếu mà sự tự hào mà anh đến được với em á, thì cũng mong em hiểu cho anh là đôi khi có những cái cuộc hẹn của các bạn đồng nghiệp từ nơi xa họ tới thì cũng xin phép tuần đi một hoặc hai lần đi nhậu, và nếu mà em có tranh thủ đi được thì càng vui. Nên là cuối lại thì anh nói thẳng là hay nhậu chứ không phải là anh nhậu say xỉn không biết gì. Em thì cái vấn đề nhậu đó thì cái đó là nói chung là quyền tự do của anh, chứ lại vì tính chất công việc của anh thì em không cảm được. Nhưng mà em chỉ sợ những cái lúc mà nhậu quá xong rồi lúc đó là mình không kiềm chế được bản thân của mình á, hoặc là xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn á, cũng không hay. Dạ. Yeah. Cảm nhận cái người đang nói chuyện với mình là người như thế nào? Nếu mà để ánh mắt nhìn, ánh mắt nó hơi ngại ngùng xíu, nó không dám nhìn thẳng như... Tại sao không chứ nhìn thẳng? Cứ nhìn thẳng đối phương đi để mình cảm nhận. Em sợ là bốn ánh mắt nhìn nhau thì nó lại sinh ra một cái gì đó, nên là cũng sinh ra cái gì? Chỉ có sinh ra tình yêu thôi. Dạ đúng rồi, em nghe cái lời đó hơi khó nói, cũng hơi ngại. Không có gì ngại hết á. Em không thích điều gì em cứ nói, và thích gì cứ nói. Dạ nói chung là về bạn gái thì em cũng không có điều gì gọi là không thích. Nói chung là hoàn cảnh của bạn ấy thì cũng giống em. Em cảm giác có một chút gì rung động ở con tim mình chưa? Dạ, nó thật là trước khi đến đây là em đã rung mất 7 phần rồi, còn giờ gặp bạn đấy là rung mất 3 phần nữa là coi như chọn 10 anh. Hai bạn hãy đứng lên đi. Chúng ta thì không có gì để ngại ngùng hết cả. Nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau ít phút để cảm nhận thật sự mình có rung động với đối phương hay không. Vốn dĩ từ trước giờ là em hát cũng không được, nhưng mà thôi thì vì em hay là anh cũng có một cái gì đó nó xuất phát từ trong tim. Cũng rất mong là quý vị khán giả thì ráng bịt lỗ tai để nghe tôi hát ạ. Cứ nắm tay và hát cho cô gái nghe. Em mới suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh xa về, rằng mai đây anh lại đến. Ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em xin hết ạ. Rồi, trở về ghế đi hai bạn. Nào, thật tay một bấm đi hai bạn. Chúng ta không còn trẻ nữa, để có thể còn quá nhiều thời gian, và thời gian còn lại để chăm sóc nhau, để yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm, và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay nhé. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao em trai không bấm? Thật sự là em thấy bạn ấy rất là tốt với em, nhưng mà có khả năng là cái nhược điểm của em với bạn ấy, cái công việc nó khả năng là hơi không đáp ứng được cái... Tại vì nếu như mà em nói như vậy á, là cái nhược điểm của em là cái chuyện nhậu nhẹt đúng không? Nếu mà bây giờ em không cố gắng để mà em khắc phục, em thay đổi thì không phải là cô gái này, và bất cứ cô gái nào em cũng không phù hợp với người ta hết. Nhưng mà em đã bật đèn xanh cho cô ấy ấy ngay từ những giây phút ban đầu, nhưng cuối cùng em lại là người lại tắt luôn đèn. Tại sao là như vậy?
Không sao cả, đó là quyết định của bạn ấy. Có thể là trái tim bạn ấy chưa rung động, mình cũng không có thể nào mà mình cản được. Nhưng mà em gái thì phải mạnh mẽ hơn nhá. Tương lai còn rất là dài ở phía trước. Mình luôn luôn lạc quan và yêu đời, và cố gắng làm việc, phấn đấu để mà chờ đón cái hạnh phúc đến với mình. Chắc chắn điều đó sẽ đến nha em nhá. Em cảm ơn chị. Tiên không vậy cảm giác sao có thể diễn tả nghe được? Không có cảm giác nữa. Em tên gì? Dạ em chào chị, em tên là Lê Thị Bạch Quý. Nay em 23 tuổi. Dạ em đang làm lễ tân khách sạn chị. Lễ tân khách sạn dạ. Để xem chàng trai của chúng ta sẽ làm nghề gì, bao nhiêu tuổi đây. Xin mời chàng trai xuất hiện. Xin chào. Xin chào anh. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Mời bạn ngồi. Dạ. À bên đó có Bạch Tuyết, bên đây chú Lùng nha. Có Lùng không? Lùng không? Cao 1m51. Bạn tên là gì? Dạ em tên Đăng. Nguyễn Hải Đăng, 31 tuổi, đang làm nghề công nghệ thông tin. Trời đất ơi, 31 tuổi mà tới đây kiếm người yêu gì? Người ta thường ta tới kiếm đây khoảng 20, hai mấy chứ 31. Đáng lẽ có người yêu rồi đúng không? Đáng lẽ có rồi nhưng bây giờ không có. Đó giờ có mấy người yêu rồi? Dạ cũng 4-5 người. Hả? Ít quá ha. Bên đó có 4-5 người yêu rồi, còn em? Dạ 6-7 người rồi chị. Rồi 49 gặp 50 luôn. Mới có hai mấy tuổi mà tới 6-7 người yêu vậy rồi. Người yêu đầu tiên là hồi nào? Dạ em quen người đầu tiên lúc em 19-20 tuổi ấy chị. Mà không có dài. Dài nhất là khoảng 2 tháng với em à. Còn nhanh nhất là 2 tuần. Dạ đất ơi. Cái gì mà nhanh dữ vậy? Ai bỏ ai mà nhanh dữ vậy? Dạ em rút. Em rút hả? Dạ. Vậy là qua cầu rút gián nha. Bây giờ cái mối tình cuối cùng á, cái mối tình gần đây nhất là cách đây bao lâu rồi? Dạ chắc cũng khoảng 2 tháng trước. Đi đâu mà quen có 2 tháng bỏ ta rồi em. Người ta thường chia tay á là cả năm người ta trằn trọc, người ta khó chịu, người ta khổ đau vật hưởng, nước mắt chảy ào ào như suối. Bây giờ có 2 tháng đi kiếm người yêu mới là sao? Nhưng mà lý do tại sao em chia tay? Thì thời gian tìm hiểu nếu như mà không hợp thì mình nên chia tay sớm chứ để dùng dần nó cũng không tốt. Em nghĩ như vậy thì mình nên yêu cái người nào mà mình thấy thật sự phù hợp với mình. À khó lắm đó nha Linh nè, ca này em khó. Em là bên kia rút trước, còn bên đây là ai rút trước? Em cũng rút trước không à. Trời ơi trời. Bên kia là cũng rút trước, bên đây cũng là người rút trước. Hai người này gặp nhau rồi. Và em nhường cho bạn nó rút trước quá. Đó, chưa quen tên rồi rút rồi. Được. Em nhưng mà bây giờ nè, em là Bạch Tuyết nhưng mà bây giờ người Lùng em có thích không? Dạ em thích cao khoảng 1m7 lên chị. Bây giờ bên kia có 1m51 à. Dạ chắc em cũng phải để em coi mặt cái đã. Em còn là chị thích cái điều gì nữa không? Dạ em thích cái người đó nhìn cái khuôn mặt nó phải vui vui hài hước xíu chị. Nhìn vô là chị thấy bên kia hài hước lắm. Chị thấy bên kia là hài hả? Bên đây nhìn cái mặt hài hước lắm. Chị bảo đảm cái này là bên đây là ưu điểm nè. Trời ơi nhìn cái mặt đó thấy lạ không? Nhìn chưa có thấy mặt, tôi cười liền á. Bên đây chưa thấy mặt nhưng mà bên đây nghe đùng 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 là thấy cái bộ vui rồi đó. Vui bên đây vui. Còn sở thích của em về người yêu như thế nào? Dạ em thích một người hiền lành á. Với lại là không thích một người mập. Không thích người mập đúng không? Dạ. Mập mập cỡ nào? Dạ bự nha, không thích. Bên đây bự lắm à nha. Bên đây mập lắm luôn á. Bên đây mập. Mập dễ thương ha. Lùng quý phái. Dạ. Quan niệm về tình yêu của em thế nào? Dạ hòa hợp tâm hồn với thể xác của anh. Hòa hợp tính tâm hồn thể xác. Em có thể nói cụ thể hơn. Tâm hồn là sao, thể xác là sao? Tâm hồn thì có thể là giống như giác quan thứ 6 thôi. Ồ, giác quan thứ 6 rồi, còn tiếp tục. Còn về thể xác thì có thể là nhìn hợp nhãn. Ủa thể xác liên quan gì vậy? Cái gì lạ vậy? Không có gì. Dạ. Quen 5-6 mối tình phải không? Đúng dạ, không? Dạ. Có kinh nghiệm gì hôn không? Cũng có chứ anh. Hùng sao là thích nhất, hùng sao không thích nhất? Cái đó tùy trường hợp. Tùy hoàn cảnh á, không gian á anh. À, cái người đầu tiên hung vậy cảm giác sao có thể diễn tả anh nghe được? Không có cảm giác gì hết anh. Sao vậy? Trời ơi. Bởi vậy không cảm giác người ta mới chia tay ông ơi, cảm giác người ta tới luôn rồi, không có hòa hợp về thể xác. Giờ chị coi mặt bạn trai kia giùm em nha. Không đâu rồi, hòa hợp tâm hồn mà không hòa hợp thể xác. Mặt thấy ghét không? Chưa thấy mặt ai thấy ghét luôn. Ghét lắm à. Ủa sao hung mà không có cảm giác gì là sao? Thì không có cảm giác thì em nói không có thôi. Đâu giờ em lại em hung chị Cát Tường thì cảm giác cảm hôn rồi. Chị không cho đâu. Nếu cho em dám hung không?
cho con mong hùng. Sao vậy? Cái gì vậy? Cho xong hùng. Tại vì nó hùng xong không có cảm giác mà em có cảm giác nó công mệt. Cảm giác sợ đó ông à, nhìn mặt ông vui quá. Bao vui luôn em, bao vui, bao vui. Để tôi coi mặt bên kia coi sao nha. Hello. Dạ. 2 tháng rút hả? Dạ. Em hy vọng bên đây mượt mấy tháng? Em hy vọng không có nhanh quá. Không có nhanh quá đúng không? Càng lâu càng tốt ha. Để coi sao. Để coi sao. Dạ. Cái người bên kia thôi không diễn tả đâu. Thôi cho người ta gặp nhau đi. Rồi bạn kéo màn lên. Kéo màn lên. Nhìn đi chứ từ từ. Làm hấp tấp như vậy. Thì có 2 phút à. Dục tóc bất đạt. Dạ. Chuẩn bị. Vui vui. Nhìn qua cười liền nha. Chào em. Cho em rất là hân hạnh được biết em. À, dạ rồi anh đừng có nói gì hết trơn. Anh ngồi anh cười giùm em. Ủa sao kỳ vậy? Tại cái người của em, mỗi người của em là phải cười đẹp anh. Để em nhìn cái nụ cười đó cái đã. À dạ cười lớn lên. Chuyện đi chứ lẽ nhìn hoài 2 phút nhìn nhau à. Em hỏi đi anh cười cho. Hỏi đi cưng, cho hồi nãy em biểu người ta cười đừng có nói thì bây giờ người ta ngồi. Dạ thì cười rồi thì em thấy cũng được mà nếu không biết bên đó làm sao thôi. Dạ. Đó, bên đây người ta được thôi bên kia nói đi rồi hết giờ cười là dạ, nói đi. Thì em thấy cũng được. Được. Nể cặp này ghê. Dạ, giờ một phút mặc niệm hết rồi phải không? Hết giờ. Trời ơi, cái gì vậy đã giờ nói được mấy câu? 3 tiếng đếm để nhấn nút. Mời các em đặt tay ra phía sau thành ghế vào nút. Thấy chưa, đây cái nút. Quay lâu vậy? Này chắc có vợ, chắc vợ đút cơm ăn quá. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Không có cảm xúc. 2. Và 3. Hết thời gian. Rồi. Sao em nói cũng được mà em không bấm nút? Được. Ý là bạn nó dễ thương, vui tính. Ừ. Chứ còn về cái chuyện kia thì... Chuyện kia là chuyện nào? Chưa biết. Chưa biết. Chuyện hẹn hò á, chuyện hẹn hò. Chưa biết dạ. Mà sao không nhấn nút? Thì chưa biết thì sao nhấn nút được. Biết chắc mới nhấn chứ. Rồi bạn nữ, bạn có thấy buồn không khi bạn trai không nhấn nút mà mình đã nhấn nút trước? Dạ, em không có buồn. Tại bạn đó không nắm bắt cơ hội thôi. Chẳng lẽ là anh một xíu anh chẳng hạn mời bạn bè đi uống cà phê chẳng hạn nó phải chi tiền vợ kỳ quá. Trời ơi. Dạ, cái đó đơn giản. À, người ta đã nhượng bộ. Không, cái đấy anh phải nói trước chứ không được nữa về xong rồi lúc nào cũng cầu nhau vợ mệt lắm. Ta nhượng bộ mình ta chịu bán nhà là lạc về Bình Dương là được rồi. Em tên là Nguyễn Văn Hải. Năm nay em 38 tuổi. Em ở Bắc Linh. Em đang là nhân viên của một công ty sửa máy. Sửa máy? Vâng. Sửa máy gì bạn? Em năm giáp máy công nghiệp chị ơi. À, em xin giới thiệu em tên là Đào Thị Thành. Năm nay 37 tuổi, là giáo viên của trường tiểu học ở Bình Dương ạ. Bạn ở chỗ nào Bình Dương vậy? Dạ ở gần chỗ mấy trường đại học ở Bình Dương á anh. À rồi, cách mình 3 cây. Mình ở ngay chỗ siêu thị Mê Châu ạ. Dạ. Rồi, bình thường thì ngoài giờ dạy, mình lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em rất là mê nhạc. Lúc buồn lúc vui rồi cũng nghe. Tối có thể cà phê với bạn bè. Rồi em cả làm bên bảo hiểm cho nên thời gian cũng khá là... Làm nhiều như vậy mà tại sao chưa có bạn trai? Thực ra thì trước đây em cũng từng kết hôn và đổ vỡ cách đây cũng 8 năm rồi. À mình đã có kết hôn một lần rồi. Dạ. Mình có cháu nào chưa? Dạ chưa. Và trong suốt 8 năm qua thì mình chưa gặp được đối tượng nào đồng cảm với mình sao bạn? Dạ thực ra thì cũng có người này người kia giới thiệu rồi tìm hiểu rồi mình cũng có gặp nhưng mà thấy không có hợp và cũng có lẽ là do một lần như vậy thì hơi khá là thiếu niềm tin với lại cái suy nghĩ mình càng ngày càng khó hơn. Dạ. Rồi bạn trai sao, cảm giác sao khi nghe bạn gái bên kia chia sẻ? Cái điều đấy không quan trọng đâu bạn gái ạ.
Điều quan trọng nhất là cái tình cảm thôi. Chủ yếu là cái tình cảm dành cho nhau, chứ còn cái chuyện mà qua một chuyến đò hay là hai chuyến đò cái đấy không quan trọng cả. Cái tâm hồn nó làm sao thoải mái là được. Cái con đường tình trường của bạn như thế nào? Con đường của mình thì nói chung là cũng có đổ bể một lần. Của mình thì mình chỉ đi đăng ký để gọi là chẳng khác gì người ta gọi là cái chỗ đặt chân vào trước ấy cậu. Thì trong cái lúc mà để chờ đợi để đám cưới thì chẳng may là gia đình nó có cái chuyện không lành, bố mình đâm ra là bị mất. Thế là mình thì ở ngoài Bắc mình có cái tục lệ là để tang 35 ấy cậu. Thế là đâm ra là bạn gái thì cứ sợ để năm 35 xong thì mình không lấy nữa, nên là bạn gái của mình bỏ đi lấy chồng trước. Thế là từ đó mình cũng vào trong này, mình lập nghiệp ở trong này thì cũng không thèm quen ai cả. Em có thể hỏi ảnh những cái, hoặc là đưa ra cho ảnh những cái yêu cầu nào mà em đang cần muốn tìm một người như thế nào? Hiện tại thì bây giờ anh làm ở, anh nói cách em 3 km, nhưng mà rồi là anh ở với gia đình. Hiện tại thì anh đang ở trọ ở chỗ Metro á, siêu thị Metro như anh làm ở dưới Sóng Thần á. Anh vô trong Nam này được bao lâu rồi ạ? Anh vào trong này được 8 năm rồi. 8 năm. Ý định của anh nếu mà sau này mà lập gia đình thì anh có kế hoạch gì cho tương lai gần sắp tới đây ạ? Nếu mà cái việc mà thành thì một là anh em mình sẽ không ở Bình Dương nữa, thì anh em mình sẽ về trên Đà Lạt, nơi có thung lũng tình yêu đấy em. Ủa anh có cái gì trên Đà Lạt? Anh thì anh có một cái ngôi nhà nho nhỏ trên Đà Lạt em ạ. Đủ để hai trái tim chui vào trong chui ra nhá. Có thiệt không hay là trong ta nói thiệt hay là nó giỡn vậy? Cái đấy là có đấy chị ơi. Tại vì là ngày xưa là em đóng quân ở trên Đà Lạt, xong rồi là em mua cái miếng đất ở ngay trường luôn. Em định chuyển vào công tác, nhưng mà xong rồi nghĩ ở trong đấy cái lương lúc đầu ấy thì nó không được trọn vẹn lắm, thế này em xin ra. Anh hồi xưa học ở đâu anh? Anh học ở trường học viện lục quân Đà Lạt. Em thì thực ra là công việc của em ở Bình Dương cũng là khá là ổn định, với lại từ nhỏ tới lớn mà cũng sinh sống ở đây. Thì nếu mà ở xa như vậy, với cái nữa là em có cái dở đó là đi xe rất là hay bị say xe. Mà cha mẹ thì cũng ở hết bên Đồng Nai hết rồi. Tức là không muốn đi Đà Lạt đúng không? Dạ. Ở Bắc Giang ở đó hát quan họ được không? Nhưng em hát được ạ. Hát được, tặng bạn gái một bài tặng đi. Bạn gái một bài đi bạn. Vâng, em sẽ hát bài Đi Tìm Câu Hát Lý Thương Nhau. Thương nhau tình thắm ôi nghĩa tình, nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Anh ra vườn dừa em lại sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại xuống nương dâu. Anh đi tìm em ở nơi nào? Anh ra vườn dừa, dừa sum xê trái, đưa tay anh hay như mãi đợi chờ ai. Hết rồi ạ. Tôi diễn tả nè, diễn tả bên kia nghe nè. Bên đây anh hát rất là feeling, mắt mơ mơ màng màng nghĩ tới vườn dừa vườn chuối. Anh hát cái này âm điệu đúng không vậy ta? Bài mình chưa nghe mình cũng không hiểu. Nó cũng hơi lạng qua lạng tới chút xíu. Sao nó cao thấp nó hỗn độn quá vậy? Chị em cảm nhận giọng hát của anh sao? Em cũng hơi giống chị. Giống chị là sao? Nghe cũng chưa ra cái bài mà mình thường nghe. Nhưng mà thôi có tấm lòng như vậy là rất là tốt rồi. Đó. Nhưng mà anh nói nghe nè, mỗi lần giận lên á, em kêu anh hát anh hết giận liền à. Đơn giản vậy thôi. Hài hước dễ thương lắm, mặt dễ thương dạ. Hiền. Nãy giờ anh ngồi anh vuốt cái đùi tao, nó ngon cái quần luôn rồi đó. Em tưởng tượng một người như thế nào? Dạ em cũng chưa có tưởng tượng ra đâu, nhưng mà em nghĩ chắc cũng khá là lãng mạn đó, theo như anh nói cũng hài hước lắm, dễ thương. Dạ. Chưa biết thế nào ha. Dạ. Không thích gì khi mà chúng ta có một người bên cạnh, tức là không thích thích cái những cái điều gì? Dạ em thì nam thì em không thích hút thuốc, em không có ngửi được mùi thuốc. Hút thuốc được không? Em không ạ. Không rồi, được rồi. Có nhậu nhiều không ạ? Nhậu được càng ghét luôn.
không nhậu luôn. Còn gì nữa? Dạ thôi được rồi. Được chưa thầy ha? Chắc ổn rồi. Ủa bạn dạy là dạy môn gì? Dạ em dạy môn âm nhạc. Dạy âm nhạc? Hồi nãy giờ chấm học trò bển hát được nhiêu điểm? Khỏi chấm. Mới được chấm. Bây giờ hát luôn đi. Rồi mời cô giáo hát một bài. Anh quê ở Bắc Giang hay Bắc Ninh gì đó, em xin đáp lại một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh, bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn. Hoa Thơm Bướm Lượn. Ơi hoa tôi là nay đóa hoa thơm, ô tình là con bướm lượn, ô tình là con bướm dạo ơn. Bơ cái duyên có á ru hơi, bơ cái duyên có cái duyên có á ru hơi. Bướm lượn là bướm ơi à nó bay, bướm dạo là bướm ơi à nó bay. Xin hết. Cô giáo người ta hát có khác không? Bướm lượn lượn có khác liền. Kệ nó, mỗi người có tính cách khác nhau. Không, mình qua mình coi. Hai người này hát bổ sung cho nhau được nè. Anh này ảnh sao? Anh em chào chị. Mặt cái giọng hát khác nhau. Có ưu điểm gì? Em thì có ưu điểm nấu ăn, sở thích thì bóng đá, và buồn thì đi uống cà phê với bạn bè hoặc cùng mình. Ví dụ như bây giờ là cổ là cổ không có chịu đi lên Đà Lạt đâu, vậy ngôi nhà trên Đà Lạt tính làm sao? Rồi giờ ở Bình Dương được không? Cũng có thể là nếu mà em là đã nghĩ như vậy rồi thì chắc là anh lại phải bán cái căn nhà đấy, em theo anh lại theo làng thôi. Đúng rồi, bán nhà Đà Lạt mua nhà như Bình Dương, đúng không? Em có chịu thế không em? Dạ, em cảm ơn chị Cát Tường đã thương lượng giùm cho em. Thế cho em hỏi là theo anh thì trong gia đình thì tài chính ai là người quản lý tốt nhất? Đó. Nhưng mà trong tài chính thì cũng có thể là em dẫn 99%, còn để là anh một xíu, anh chẳng hạn như mời bạn bè đi uống cà phê chẳng hạn, nó phải chi tiền vợ kỳ quá. Rồi. Dạ, cái đó thì đơn giản. Người ta đã nhượng bộ. Không, cái đấy anh phải nói trước chứ không mình nữa về trong rồi lúc nào cũng cào nhào vợ mệt lắm. Người ta nhượng bộ mình, ta chịu bán cái nhà Đà Lạt về Bình Dương là được rồi. Được rồi, anh nói thẳng là 99% em giữ. Hợp lý. 100 để ảnh, coi như có 100.000 đưa ảnh 1.000 thôi. Hợp lý. Chắc là điên kem quá em ạ. Vậy đi. Rồi bây giờ mình có người thân đi theo không? Em thì hôm nay không xin được người thân đi theo được. Còn bạn nữ? Bạn nữ mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Em cũng hơi đông á, em có một người cô. Em Út ngồi kế bên với em trai, với chị gái nữa. Muốn hỏi ý kiến của cô ạ. Đấy, cô xin chào Cát Tường, xin chào Quyền Linh, xin chào bạn. Vâng, con chào cô. Bây giờ cô thì thấy thế này, giờ hai đứa thì đều đã lớn tuổi. Tất nhiên là mục đích lên đây với chương trình là muốn nghiêm túc. Theo cô thấy thì mới gặp nhau nói qua nói lại một chút thì có khi chưa hiểu nhau nhiều. Yeah. Thì nên cho nhau cơ hội. À, theo cô nghĩ là vậy. Yên tâm. Yeah, quá yên tâm luôn. Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô. Nghe có thấy nhẹ lòng rồi. Rồi bây giờ mình kéo mặt cho hai người gặp mặt đi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu bạn. Mình có hoa tặng bạn. Cảm ơn anh. Cậu hỏi trước hay mình hỏi trước? À quên, dạ. Với em hỏi trước hay anh hỏi trước vậy? Thì bây giờ cho em hỏi trước đi ha. Rồi anh chấp nhận luôn. Anh có cảm nhận như thế nào về em? Em thì nhưng mà ngoài sự tưởng tượng. Cô giáo cảm nhận anh này như thế nào? Em nghĩ là cũng một người cũng là có suy nghĩ cũng thiết thực mà cũng thẳng thắn chia sẻ. Nếu mà hiểu nhau rồi thì người ta tiến tới hôn nhân trong bao lâu? Nhưng mà rút ngắn được thời gian càng tốt, như đừng giãn dư cây dây chun. Dạ. Là khoảng là bao lâu anh? Trong vòng lộ, nếu mà có được chăng nữa thì cứ qua cái ngày ông trời ông hay mưa ấy, hai anh em mình cưới. Tháng 7 mưa ngâu đấy ạ. Tháng 7 năm nào? Thì tháng 7 năm sau cứ sao nữa. Em có nhiều người bạn có hỏi khi nào cưới, nói năm sau cứ gặp cái này năm sau nữa. Thì cái việc đấy thì đúng rồi, tại vì sao mình chưa được tìm được đối tượng thì lúc nào cũng phải hứa mà em. Dạ, rồi bây giờ anh hãy tỏ tình gì cho bạn ấy yên tâm đi. Nếu mà được thì em có sẵn sàng không em? Em nghĩ thì
ở đây cái thời gian để hai người mà chia sẻ về nhau cũng không nhiều, thì mỗi người em và anh tự cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu thêm, tốt thì có thể làm bạn đời, còn không nếu không hợp thì có thể là bạn ngoài đời. Ok, em nghĩ là vậy. Chuẩn bị, mời bạn để tay vào nút bấm phía sau. Mình đều là những người đã từng trải, suy nghĩ thật là chín chắn. Và bây giờ là lúc mình lắng động để nghe nhịp đập trái tim của mình. 3 2 1 Thấy cái dấu hiệu trái tim nổi lên trước ấy. Cô giáo nôn nao lắm hay sao? Em không nghe, hồi sau em nghe em đếm là 2, bên này 1 tới 1 em đang bấm. Sau 8 năm nay kén chọn lắm mà lần này bấm trước. Cảm giác trong người hiện giờ thấy như thế nào? Nắm tay nhau cái đã, nắm tay nhau cái đã. Dạ. Nắm tay mới truyền điện được. À, bạn thấy như thế nào? Cảm nhận ban đầu thì cũng hơi có thiện cảm chút xíu, cho nên em nghĩ nên cho nhau cơ hội. Anh cũng mong rằng cái cơ hội đấy nó là sự thực. Đây là chăm lo được cho gia đình, gọi là thoát nghèo, rồi còn có thêm cho mình một cái tài sản riêng nữa. Em có tự hào về bản thân mình không? Dạ, nói chung là em rất là gọi là mừng lắm. Em tự mình làm hết ở nhà kia, nhà em chưa, mày bớt làm đi mà thôi. Làm được tới đâu thì làm, ráng cố gắng. Dạ. Tự hào đó, anh thấy em anh tự rồi. Hào lây nữa đó. Mình rất là xúc động đúng về cái câu luôn. Chuyện bạn này luôn. Rất là hay. Chứ trước đây ở nhà là nhiều khi người ta đuổi đi không. Bây giờ thì về nhà của mình riêng hết rồi. Dạ, không còn cần lo gì hết. Giờ sẽ sống mình thôi. Hay quá. Dạ. Bây giờ sau này cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải cố gắng như em đã từng cố gắng. Dạ. Bởi vậy em thương ba mẹ gia đình này kêu lắm. Nên thấy nói không ra đường vẫn rất là xúc động luôn nè. Không ra đường trai nhau mà. Thôi nói chứ cũng đừng có bi quan quá em. Dạ. Phải là. Dạ em xin chào anh Hoàng Lê. Chào em. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn người kế bên và xin chào khán giả. Dạ em tên là Lâm Quang Văn. Lâm Quang Văn. Em tên Lâm Quang Văn, 29 tuổi và ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là quản lý công ty vận tải và tổ chức sự kiện. Em làm ở đâu Văn? Dạ em làm Củ Chi anh. Củ Chi hả? Dạ. Rồi nhà mình ở đâu? Dạ Củ Chi luôn ạ. Củ Chi luôn? Dạ. À làm gần nhà luôn hả? Dạ đúng rồi. Hiện nay Củ Chi mình ở với ai Văn? Dạ hiện nay là ở với ba mẹ. Với ai nữa không? Dạ không. À vậy là dạ. Lấy vợ về là chắc chắn là làm dâu Củ Chi rồi hả? Dạ lấy vợ về là ở nhà riêng, em có nhà riêng rồi. Có nhà riêng luôn? Dạ. Với vợ về là có gì? Rồi, tới bạn gái nè. À, dạ, con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia và quý khán giả trong trường quay. Con là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1994, đến từ vùng đất Sen Hồng là Đồng Tháp. Hiện đang là dược sĩ, là quản lý cho một nhà thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc ở khu vực Đồng Tháp luôn ạ. Ồ, quá giỏi. Bạn Hạnh sinh năm 94, dạ. Quê ở Đồng Tháp và hiện tại đang làm dược sĩ đó ạ. Dược sĩ là bán thuốc ở Đồng Tháp luôn hả? Dạ đúng rồi chú Huyền Linh ơi. Người ta quản lý một cái chuỗi nhà thuốc luôn. Trời ơi dược sĩ là thuộc một dược trung hay là dược... Một nhà thuốc của chuỗi à? Quản lý một nhà thuốc của chuỗi, tôi lộn thứ tự thôi. Rồi miễn sao có quản lý được rồi, bán thuốc là được rồi, nghe không? Bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm đi Văn. Dạ em khuyết điểm của em là... khuyết điểm của em là... kiểu như ít về nhà mà ít nói chuyện với ai lắm. Gì mà gì? Mà kiểu như là phải đi coi sắp xếp lại nè. Về dạ. Nhà ít nói chuyện với ai luôn á hả? Ở nhà có ba mẹ mà không nói chuyện với ai là mệt lắm rồi nha. Dạ tại vì khuyết điểm em mê làm lắm. Mê làm? Dạ em ham làm tới 1-2 giờ sáng ngày nào cũng vậy hết á. Trời đất ơi. Dạ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Ba mẹ em mới có 51 à. Ừ, vậy được. Dạ. Chứ để ba mẹ lớn tuổi rồi phải chăm sóc người kia mà lo làm không, không ai lo cho ba mẹ nha. Dạ. Rồi anh chị em mấy người? Có một mình em gái à. À em gái? Dạ. Em gái còn ở nhà đâu? Dạ em gái vẫn ở nhà. À. Em gái học lớp 10. Lớp 10 hả? Dạ. Rồi hai anh em ha. Dạ. À, như vậy là em cũng gọi là ít có giao tiếp ở ngoài đúng không? Dạ nói chung là em làm thì làm tiếp xúc lúc nào cũng nhiều người đó. Ừ. Nhưng mà về nhà em ít có đi ra đường, ít đi ra đường lắm. Tức là làm xong về nhà thôi. Dạ, giờ làm xong về nhà, làm xong về nhà không có tiếp xúc bạn bè, không có ăn nhậu rượu chè ngoài đường cũng gì hết. Người đàn ông dạ. Đàng hoàng. Còn mà không còn tiếp, nói như còn ưu điểm của em thì nói chung là em mê làm lắm, gì em làm được hết. Ừ. Nói chung là em chịu học, cũng rất là mê học và thích nấu ăn này kia rồi, giống như là ở gia đình ở nhà thôi chứ không có ra đường.
Thích đi chơi không hả? Dạ không đi đâu hết, nói chung ở nhà. Còn đi đâu chứ đi du lịch với dừng thôi, chứ không có đi ngoài. Đó. Sao người vậy mà hoàn hảo dữ vậy ta? Nhà trai tôi là đi làm xong về nhà không đi giao tiếp với ai, không đi chơi đâu hết trơn. Chỉ có lo làm kiếm tiền thôi. Hay để quá. Nữa lo cho vợ thôi. Trời hay quá. Rồi bây giờ mình nghe ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. À, dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, hay cười, biết quan tâm và chia sẻ. Em hay giúp đỡ người khác. Còn điểm yếu của em là em chưa có giỏi về các môn năng khiếu như là ca hát nè, hay là trang trí nè, hay là nấu ăn. Thì nấu ăn chỉ nấu được một số món đơn giản thôi, những cái món cầu kỳ quá thì chưa có biết, nhưng mà sẽ cố gắng học. Nói dạ. chung là nấu ăn gia đình thì được, dạ. chứ nấu đám tiệc là dạ, đúng được rồi. Với lại thêm cái là em dễ xúc động. Dạ. Con gái mà trời ơi, nhà gái tôi cũng đơn giản dễ thương lắm, không có cái gì hết trơn trời. Văn có mấy mối tình rồi Văn? Dạ trước đây thì nói chung là từ đi học thì em không quen ai đó. Xong rồi vừa ra trường thì em chỉ quen một người, là chỉ có quen 8 năm. Mà chia tay là không đến điện nhau là thôi luôn, tới giờ em chỉ quen kiểu như quen chưa có gọi là sâu đậm này kia đâu. Yêu 8 hơn. Năm là sâu sắc lắm á, mà sao chia tay Văn? Dạ thật ra là cũng gì nhiều khi là do tuổi tác của gia đình, nhiều khi là người ta bên kia người ta thấy mình không, trước đây nhà mình cũng nghèo quá, người ta kiểu như người ta khi dễ. Nên từ khi đó về sau là em cố gắng em làm, không có nghĩ tới cái gì hết. Đó là cái động lực để em làm kiếm tiền đúng không? Giờ hiện tại là em không còn cần, em về giờ là em lo đủ dư sức hết rồi. Giờ là có nhà riêng luôn rồi đó. Giờ em khỏe đó. Giờ nhiều khi người ta nhìn lại người ta không biết có buồn hay không chứ em là coi như là hạnh phúc hiện tại. Có gặp lại bạn gái đâu? Dạ nói chung là em không có, nhiều khi người ta cũng muốn điện thoại cho em mà em không bao giờ mà muốn liên lạc tới hết á. Em muốn coi như người ta khi dễ từ em mà khi dễ tới gia đình em luôn, nên em thôi em tính khoét luôn. Dạ thôi bỏ qua đi, mối tình 8 năm cũng sâu đậm, chắc nhiều kỷ niệm lắm á. Dạ. Nhưng bây giờ thì từ đó tới nay là bao lâu rồi? Từ nó tính ra cũng 4-5 năm mà. 4-5 năm. Vậy mời là bạn, nhà gái bạn quá giỏi đó chứ, 4-5 năm mà bạn đã gầy dựng lại được một cái gọi là có tài sản, vậy là quá giỏi rồi. Đúng không? Chúc mừng bạn nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, nhà gái của chúng ta bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng chưa trải qua mối tình nào hết á. Thì lúc đi học cũng lo học thôi à. Còn khi mà ra trường đi làm thì dành nhiều thời gian cho công việc á. Là mình ít ra ngoài, mình có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người khác. Còn trong cái số người mà em có biết á, thì cũng có qua tìm hiểu. Nhưng mà cảm thấy không hợp nên là mình không thể tiến tới được. Có thể là về tuổi tác lẫn cái không cùng quan điểm luôn. Là hai người không có điểm tương đồng nên là không thể tiến tới được. Cảm ơn cho chú. Chào bạn gái xinh đẹp dễ thương. Dạ con cảm ơn. Chưa mối tình dắt dai luôn. Chưa mối tình nào hết. Bên đây có mối tình nhưng mà nó có tổn thương. Bây giờ là muốn tìm để gọi là bù đắp cái tổn thương đó. Dạ. Bây giờ mình muốn một người đàn ông như thế nào để mình gọi là chọn làm tấm chồng tương lai? Dạ con, cái mẫu người của con là thứ nhất là có công việc ổn định. Quá ổn định. Dạ, thứ hai nữa là người nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm. Dạ. Rất ấm rồi luôn. Là người lễ phép nè, hiếu thảo, có tinh thần cầu tiến, sống có trách nhiệm và biết yêu thương chăm lo cho gia đình. Có đủ luôn. Còn gì nữa không? Cao, lớn, dạ. Mập, mạp. Về ngoại hình thì dễ nhìn thôi, con không có đặt tiêu chuẩn gì quá cao đâu. Có thể là cao hơn con tầm một cái đầu là được. Chà, câu nói đầy ẩn ý à. Dạ. Thấp hơn chút được không? Thấp hơn. Thấp hơn chút xíu. Dạ, không sao ạ. Không sao ha. Dạ. Quan trọng là ta có nghị lực sống, người ta có sự phát triển, người ta yêu thương mình là được rồi. Còn thấp cao đừng có quan trọng ở đây. Dạ. Mập ốm cũng quan trọng không? Nha. Dạ. Chân thành là được. Dạ. Yêu mình là được. Quan tâm mình là được. Không lăng nhăng là được. Dạ. Bên kia không cao bằng hả? Xém bằng. Để tôi qua tôi coi. Qua đi, xém thôi. Rồi sao? Miễn sao ta cao hơn cái đầu là được rồi. Chào em. Dạ. Chào chị. Trời ơi sao bà dễ thương quá vậy. Không có hai người bạn bệnh á. Này chị thấy không giống em luôn không? Giống y chang. Em hồi nãy em nói em thích người nhẹ nhàng hả? Dạ. Ừ. Đưa người nhẹ nhàng qua trước đi.
đưa tôi mượn người nhẹ nhàng qua trước. Người bên đây nhẹ nhàng lắm, dễ thương cưng lắm. Đây sao mà giống dữ vậy trời? Tại vì cái này là theo em từ nhỏ tới lớn luôn anh. Phải không? Tại vì từ xưa từ nhỏ tới lớn là em là bạn bè anh là kêu em Doraemon không à. Nói chung là Doraemon mà có tối thần kỳ, cái gì cũng làm được hết. Nói chung là mình chủ yếu là cái não mình cao trước đi, còn cái mình thì sao. Bây giờ mình khuyết điểm em, nhiều khi khuyết điểm em là em ngại với bạn bè là vậy. Nhiều khi mình cái cơ thể mình như kia không ngại hết. Dạ nên em không có ít em mất miếng dễ nhiều. Dạ. Nhớ sắm cái áo đầm đầm như đó được, nhớ chút xíu được ha. Em không đầm đầm chút được. Em ơi. Dạ. Nó bật ngửa không? Thôi được rồi. Rồi. Cục cưng của em á. Cục cưng á. Hai cục cưng bên đây. Hai cục cưng dễ thương lắm. Thật ra là chị rất, chị nhìn em chị rất là có cảm tình. Dạ. Bởi vì nhìn rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Bây giờ hình mẫu lý tưởng của em là cái gì? Dạ, lý tưởng của em hiện giờ chỉ có người phụ nữ gia đình thôi. Giờ em chỉ cần ba mẹ em vẫn hối lắm mà. Giờ em cần quen một bạn nào để cưới, là có tình cảm là cưới thôi. Nói chung là em giờ... xinh xắn giống Suka đó. Dạ. Dạ không cần cái gì, chủ yếu biết chăm lo gia đình này kia đâu, chịu khó này kia được rồi. Bạn gái bên kia chưa có mảnh tình dắt dao dạ. Luôn đó. Bạn bên đó nó cùng với em mà cùng ngành đi chứ. Trước đây em là học em tốt nghiệp kỹ thuật y sinh. Ôi vậy hả? Dạ em học kỹ thuật y sinh là chuyên về thiết bị máy móc bệnh viện á. Học tốt nghiệp trường đại học Mỹ Thuận Thành á. Nhưng mà em làm trái ngành tại em đam mê về xe. Giờ hiện tại nó làm xe thôi. 4 năm làm xe thôi mà em có được chăm lo được cho gia đình, gọi là thoát nghèo rồi dạ. Còn có thêm cho mình một cái tài sản riêng nữa. Em có tự hào về bản thân mình không? Dạ nói chung là em rất là gọi là mừng lắm, tự mình làm hết ở nhà kia. Nhà em kêu mày bớt làm đi mà thôi, làm được tới đâu thì làm, ráng cố gắng. Dạ tự hào đó, anh thấy em anh tự hào lây nữa đó. Mình rất là xúc động. Đúng về cái câu luôn. Chuyện bạn này luôn rất là hay chứ. Trước đây ở nhà là nhiều khi người ta đuổi đi không, bây giờ thì về nhà của mình riêng hết rồi, giờ không còn cần lo gì hết, giờ sẽ sống mình thôi. Hay quá. Dạ. Bây giờ sau này cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải cố gắng như em đã từng cố gắng. Dạ. Bởi vậy em thương ba mẹ gia đình này kêu lắm. Nên đây nói không ra đường. Vẫn rất là xúc động luôn nè. Không ra đường chơi, nhà mà. Thôi nói chứ cũng đừng có bi quan quá em. Dạ. Hãy lạc quan mà sống. Với những cái gì mà em đã trải qua rồi, anh nghĩ rằng là em không còn gì để gọi lo lắng, không còn dạ. Gì làm em chùn bước được cả. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Với cái nghị lực của em, anh tin là em làm được rất là nhiều nữa, còn làm được nhiều hơn nữa. Dạ. Và một cái tương lai tươi sáng còn gọi là chờ em ở phía trước nữa. Dạ, em tự cố gắng phát triển. Dạ. Không có tự ti gì hết nha. Dạ, dạ. Chị Lan giống em đó, mỗi lần chia tay là chị Lan giàu hả? Chia tay chị Lan giàu. Dạ. Kỳ. Dạ thôi đừng chia tay nhiều quá chị, khổ lắm. Đúng rồi. Giờ tôi giàu lắm. Cái. Bà ham giàu mà cần chia tay hả bà hai? Tôi giàu á, tôi chia tay tôi giàu cho nên tôi cũng quan trọng rồi, tôi chia tay bao nhiêu lần. Ai muốn dám lấy bà nghe câu nói nữa nữa. Tôi muốn giàu cái chia tay là mỗi lần chia tay giàu. Vậy là muốn giàu đúng không? Thật ra thì đó là cái phương châm của Lan. Bởi vì khi mà mình chia tay một cái mối tình đó, mình phải luôn ngẩng cao đầu mình sống. Mình sống làm sao để cho người ta nhìn mình, người ta phải tiếc. Được, câu này được, giống như bên đây đó. Đừng nói là mỗi lần chia tay giàu, muốn chia tay hoài, muốn giàu. Là tại muốn tránh nỗi đau thôi. Được rồi, nói tội nghiệp bé nó chưa yêu lần nào. Nó sợ. Cuộc sống nó phức tạp đúng không? Không có gì màu hồng như mình nghĩ đâu. Nhưng mà bạn ấy đã trải qua những cái gọi là hỉ nộ ái ố trong cuộc sống rồi. Thì bạn ấy là người rất là vững chắc luôn nha. Mình có thể dựa vào bạn ấy, không có ai có thể lấn mình được hết. Bây giờ không ai hiểu các bạn hơn người nhà của các bạn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta hãy hỏi người nhà đi. Đi với ai đây cô gái? Dạ hôm nay là người thân bận nên là không có lên được, con rồi, lên một mình thôi. Có chị Ngọc Lan hỗ trợ. Em đi với ai cưng? Dạ em đi có mình, tại vì ở công ty em về đây luôn. À vậy hả, rồi dạ. Có chú Quyền Linh hỗ trợ. Nhiều khi muốn một mình nhưng... Dạ mở rào. Trời ơi nó mập. Giống như hai anh em song sinh vậy ông ơi. Tới luôn. Đó. Có quà tặng bạn không? Dạ, cảm ơn, em cũng có quà. Rồi, cảm ơn. Nhiều khi nhìn thấy này thấy giống mình luôn. Dạ. Mở ra coi bạn gái tặng gì. Anh có thể mở ra xem nha. Đúng rồi. Dạ. Anh có thích đọc sách không?
Rồi anh là khoái học nhất luôn, cái gì cũng học. Anh là cái trang bìa anh, em có ghi một câu nói tâm đắc của em á. Anh đọc nha. Anh đọc nha. Dạ anh đọc. Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không cần nhớ, và biết nhận mà không cần hề quên. Thân tặng anh. Cảm ơn em. Thì em... Nói chung cái gì mà sách hay gì học hay ghi đồ là anh mê lắm. Nói chung là mới học. Về đọc hết cuốn em... này để mình hẹn hò cho nó thành công nha. Dạ cảm ơn. Em gửi anh quyển sách này thì để những lúc rảnh á thì anh có thể đọc cho em nghe, hoặc là anh đọc xong thì anh sẽ kể lại cho em nghe, tại vì em cũng ít có thời gian để đọc sách á. Dạ. Cũng rất mong là gì đó. Ngồi ghế. Cậu cũng thông minh mà cũng đọc được, đưa người khác đọc kể cũng nghe. Yên tâm sẽ có người khác đọc. Rồi quay mặt qua bên kia kìa. Ờ, hiện tại em đang ở đâu? À, em ở Đồng Tháp anh. Làm nguyện Đồng Tháp luôn hả? Dạ. Rồi ví dụ mà sau này đã quen được mà về được, có chịu về Sài Gòn sống được không? Dạ thì nếu mà tìm hiểu nhau cảm thấy hợp, tình yêu mình đủ vững chắc thì có thể mình xem xét lại. Còn thí dụ mà còn anh á, thời gian của anh nhiều khi anh đi làm nhiều quá, như thường thường anh giờ hành chính á, giờ hành chính là anh đi làm công ty, cuối tuần thứ bảy nhật anh đi tổ chức sự kiện chương trình, anh phải ánh sáng này kia cho ra rồi, nhưng mà anh vẫn dành thời gian, thí dụ mà có thời gian dành cho em nhưng mà không nhiều, nhưng mà tin nhắn này kia là vẫn có, thí dụ mà vậy thì anh có buồn hay gì không? Dạ không sao anh, tại vì mình phải hiểu nhau. Dạ mình phải hiểu nhau. Em có hỏi gì anh không? À, dạ anh quan niệm về tình yêu như thế nào? Nói chung anh quan niệm tình yêu là cái nhất phải tin tưởng nhau, cái thứ hai là phải tôn trọng nhau, và cái thứ ba là này, hai người cùng nhau cố gắng là được đủ sống. Em thì cần rất là cần sự chung thủy nè, rồi biết lắng nghe và chia sẻ. Để mình đi làm ở bên ngoài á là công việc rất là mệt rồi, thì về nhà có người để mà tỉ tê nhau, nghe những cái câu chuyện buồn vui thì rất là hạnh phúc luôn. Đúng rồi, nói chung là phải hiểu nhau là được. Với lại em cũng cần sự nhường nhịn nữa. Biết nhường nhịn cho nhau. Khỏi lo, anh chịu đựng giỏi lắm. Chịu đựng cực kỳ luôn. Chuyện về y tế được, bởi Việt Nam đã từng học đại học chuyên ngành về y tế đó. Trước đây anh học là anh làm bên y tế, ngành đây là 2 năm, về thiết bị máy. Máy móc bệnh viện là tất cả những máy anh đều trải qua hết. Anh học trường nào ra? Nguyễn Tất Thành. Anh học Nguyễn Tất Thành, xong rồi sau đó anh về viện lý y sinh thêm 2 năm nữa. Là xong rồi ra trường là đi làm luôn. Làm 2 năm ráng cố gắng kiếm tiền để mua âm thanh, mua đầu kia, về đầu về quê làm. Xong rồi mê xe, cái chuyển qua ngành làm xe. Cái từ từ làm lên quản lý luôn. Dạ. Làm ráng cố gắng lắm. Mình hỏi anh hỏi sao đó, vì còn... cái quãng đường nó cũng khá xa đó. Nói chung là anh không ngại xa đâu, anh đi thoải mái, đi hoài được, tại vì anh chịu đi lắm. Anh ví dụ mà khi nào em cần anh cần hẹn ngày hay hẹn gì, anh sắp xếp công việc được hết. Anh nó, có thể sắp xếp được ha. Được hết rồi, sắp xếp lúc nào cũng được hết. Yeah. Đồng Tháp là ở huyện nào? Dạ ở huyện Cao Lãnh, nhưng mà hiện tại đang làm ở thành phố Cao Lãnh. À, thành phố Cao Lãnh. Giờ cao tốc nó nhanh lắm á. Dạ đúng rồi, anh cũng đi cái rột nó tới liền. Dạ, chờ mình tầm tiếng mấy tới thôi. Đúng rồi đó. Em của chị đi là 2 tiếng mấy tới rồi này. Dạ. Vậy là chuyện hẹn hò là quá đơn giản đúng quá không? Đơn giản. Dạ. Vậy thì chúng ta hẹn. Ăn thua là bạn nữ có mở cơ hội cho nhau thì được. Dạ dạ. À, mà anh nè. Có hỏi gì hỏi đi. Dạ, nếu như mà mình cảm thấy hợp nhau thì có thể là tiến tới. Nhưng mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh có thể giúp đỡ gì cho gia đình? Thì nói chung á, khi mà cưới là anh vợ chồng sẽ ra ở riêng. Nhà anh có nhà riêng, ở riêng. Thì cái chuyện ở riêng xong rồi thì tiền bạc thì cái gì vợ lo thì mình đâu anh đúng tới. Nói chung anh chỉ muốn đi làm thôi. Còn tiền bạc anh ít, anh dở giữ tiền lắm. Anh đưa tiền nhiêu là anh đem cho người ta hết rồi. Thấy ai khổ là em cho hết. Giống mình đã từng trải cái mình thấy người ta khổ, cái mình đem mình có nhiều tiền túi đem cho hết, không bao giờ dám bỏ tiền nhiều túi. Thì ai đi ra đường thấy ai khổ cũng đem cho người ta hết. Không, vậy mình từ xưa giờ mình khổ cũng quen rồi. Đến giờ mà thấy người ta hoàn cảnh hồi xưa giống như mình, nên thương lắm. Kiểu vậy. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em dễ thương, dịu dàng. Nói chung là dạ. Còn thấy anh cũng mập lắm không? Nói chung anh cố gắng giảm cân đó rồi mà, nhưng mà từ nhỏ tới lớn nó đã vậy rồi. Con người ta sống ra thì sinh ra nó vậy luôn á. Nó không, nó từ nhỏ lên đã mập vậy luôn, không phải là lớn mới mập.
Tại vì anh cờ rượu chè cờ bạc là không đụng tới gì, uống bia không biết uống giọt luôn. Nhưng mà đi làm thì nhiều khi nó tiếp xúc bạn bè này kia mà không muốn là không muốn là vậy. Nhưng mà về nhà thì thích trồng cây rồi thôi, trồng lan trồng đồ là về cái mấy có ba mới 29 tuổi về nhà mẹ mua lan mua đồ về nhà trồng, không ra đường riết ba mẹ rầu về em luôn, rầu về rầu luôn, sợ không có vợ luôn á, nên có nhà nhà không à. Anh có biết hát không? Anh biết hát. Anh hát tặng em một bài nha. Cho em xin miếng nước đi. Xin miếng nước, xin miếng nước. Xin nước tiếp nước đi. Ly cà phê đá. Không, cà phê đá là tắt tiếng luôn đó. Ly nước cam không đường. Cho lon bia ướp lạnh được không? Dạ, vô dạ. Em ơi, vô. Cảm ơn chị. Vô. Để bển uống luôn. Anh hát một khúc của ca khúc Khi nào kết hôn của Thế Minh. Tại vì giờ 29 tuổi rồi, đường là bạn bè là cứ ra đường bạn bè cứ hỏi hoài, nên hát này luôn cho nó đỡ hỏi nữa. Cuộc chơi còn vui, bia chưa kịp khui chưa hết hồng, chuyện kia từ từ tính sau. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng bạn cháu con. Đi đâu ai cũng hỏi, đến bao giờ mình kết hôn. Trời ơi lo chi sớm, mới 30 từ từ tính sao. Chỉ một câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn chuyện bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi thế mà bạn bè cứ kêu, ê chừng ngày mai cưới giờ, ê đừng nói xui. Cuộc chơi còn vui, bia chưa kịp khui chưa hết mình, chuyện kia từ từ tính sao. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu con. Em gái hát lại đi. Dạ con lúc nãy nói là điểm yếu của con là không có giỏi và năng khiếu đó. Hò đồng nên... tháp đi. Thôi để đáp lại cái tấm chân tình của anh, con cũng sưu tầm được một bài thơ. Thì con sẽ những cái câu trong bài thơ là những gì em muốn nói đến anh ha. Đời sẽ đền cho em một tình yêu đủ bao dung ấm áp để nhiều ôm em vào lòng. Sao bao phiền nhiễu, thương em bất chấp tất cả mọi điều. Đời sẽ đền cho em một tình yêu nên em không cần phải suy nghĩ nhiều, chân thành cũng sẽ được đền đáp, cho nên em hãy tin vào tình yêu. Dạ hơi run nên là cũng mới sưu tầm đây nên là không có nói được trôi chảy ạ. Chúng ta nói với nhau về quan điểm về hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Dạ cái độ tuổi của mình hiện tại thì công việc ai cũng đã ổn định rồi, thì em cần một mối quan hệ nghiêm túc. Mình sẽ tìm hiểu nhau, mình sẽ tính tới cái chuyện xa hơn là kết hôn luôn. Không có để quá nhiều thời gian để gọi là yêu nhau hay là tìm hiểu nhau với những người khác nữa. Thì nói chung là anh giờ cũng sẵn sàng hết rồi, chỉ cần là có người đồng ý là đến thôi. Bạn có dự tính là kết hôn rồi sanh bao nhiêu đứa con không? Có thích không? Có nói về cái quan điểm đó không? Em thích ba sanh bao nhiêu đứa con? Dạ em tầm 2 bé. Còn em? Em thì vợ sau của em vậy. Hiền quá trời hiền luôn. Bây giờ đứng lên đây đi tới tỏ tình với cô gái đi. Mạnh dạn lên. Chị thấy em vẫn còn rất là nhút nhát, rất là thiếu tự tin. Em nhiều khi em làm chương trình cho người ta đông người lắm luôn, mà em không sao hết đó. Mà tự nhiên em lên em đứng ra là em bị rung. Không có gì rung hết. Nói chung là em còn bị ám ảnh quá khứ đó. Yeah.
Cho nên là mấy cái gì đã qua rồi thì bỏ qua, bây giờ là mình phải tự tin tiến lên phía trước. Mình nắm lấy cái cơ hội này, đây là cơ hội mà để em có được một cái người phụ nữ mà nãy giờ em nhìn em rất là thích, đúng không? Yeah. Đó, thì bây giờ mạnh dạn tới nắm tay cô ấy, nói những cái gì mà thật lòng nhất của bản thân mình từ hồi nãy tới giờ, và mình mong muốn gắn kết với cô này như thế nào, mình có hứa cái điều gì hay không. Rồi mình nói cho cổ, rồi mình thuyết phục cổ. Đầu tiên là cổ phải bấm nút về với mình cái đã. Ha, tự tin lên, tự tin lên. Được nắm tay vậy? Được nắm tay, trời ơi, cấm rồi, trên 18 tuổi rồi. Thôi rồi mình nói chuyện thôi, được, từ từ nắm. À, dù sao gặp đây cũng là cái duyên. Thì nếu mà mong em... Nắm tay vô, tự nhiên đứng nói vậy giống như trả bài vậy đó. Nắm tay cô gái chân thành trời, vô. Rồi cái này là bắt tay nha, bắt tay đối tác. Mình nắm tay đó, đây 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 đây. Nắm sao? Ông yêu rồi, người ta chưa yêu, ông hỏi. Vậy dù sao đến đây là cái duyên. Rồi anh cũng mong là mình cho nhau được cơ hội được mình tiến xa hơn. Rồi thì cứ mình cứ được thì cứ anh thì được thì tiến tới, thì sau này chuyện gì là anh lo hết, không có gì hết. Ừ, cố gắng về nhau thôi. Nói chung là tình cảm là quý thôi, chứ giờ nói nhiều cũng không được bao nhiêu. À, thì cái lời nói của anh và hứa của anh ở trên đây thì em hy vọng là hiện tại và tương lai và về sau này luôn anh sẽ thực hiện đúng như vậy. Rồi, cảm ơn. À. Sao nắm tay rồi thấy thì sao? À, anh khá là lạnh. Vậy hả? Dạ. Em có thấy rung động không? Em có thấy rung động không? Dạ có. Dạ có một xíu. Để tay vào nút bấm đi em trai. Ở phía tay trái đó. Đâu ra? Em đây, cái gì? Chị hỗ trợ cho. Vâng, xích ngồi sát vô. Rồi. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy suy nghĩ lại về những cái giây phút vừa trải qua. Chúng ta nói cái gì với nhau? Liệu rằng cái lời nói đó có tạo nên cái niềm tin cho chúng ta hay không? Và những gì chúng ta nói thì chúng ta phải thực hiện nha, chứ không phải là nói suông đâu. Và khi mà các bạn quyết định, các bạn bấm nút thì các bạn phải có trách nhiệm với cái nút bấm này. Bởi vì đây là một sân khấu, một cái sân chơi để cho các bạn tìm hiểu nhau thật sự. Và chúng tôi cũng bỏ thời gian, bỏ công sức ra để tìm hai cái hồ sơ cho hợp nhau. Nên các bạn phải thật là... thật lòng với cái nút bấm đó, chứ không phải là bấm cho vui hoặc là vì một lý do nào đó nha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Nắm chặt tay nhau nào. Đó. Anh ấy rất là chân thành. Tôi nghĩ rằng người tốt đó nha. Yeah. Cố gắng tạo cho anh ấy một cái cơ hội để anh ấy có thật nhiều cơ hội để chứng minh được tình yêu của mình. Ráng lên nha Kinh. Yeah, yeah. Đừng có tự tin trong cuộc sống nữa. Yeah. Đừng có tự ti bất cứ điều gì nữa. Yeah. Mình đã có một sự thành công nhất đúng định rồi. Mình không có gì để tự ti trong cuộc sống cả. Bây giờ chỉ có một cái là tập thể dục cho bụng nó xuống chút xíu nữa thôi là được. Thật ra tập là cho em khỏe chứ đúng không rồi. Phải nói về về body của em. Đúng rồi, tập cho nó khỏe xuống một xíu là được rồi. Cố gắng lên. Rủ anh bơi với anh cũng chắc cũng gần bằng rồi đó. Nha. Dạ. Rồi, đừng có tự ti hết nha, nhớ. Dạ. Cố gắng chinh phục được cô gái này. Dạ. Cổ cũng hiền lành, chất phát luôn á. Dạ, em chờ ở nhiêu đây hả? Chờ như đó nha. Cố gắng lên nào. Dạ. Bây giờ nè. Coi như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình này. Mình nhìn vô mình chào hai bác, chào gia đình. Hôm nay tụi con có điều kiện hẹn hò với nhau. Hai bác hỗ trợ cho con thì con hứa gì đó. Nói với gia đình của bạn gái đi. Dạ, vô qua chương trình này thì con cũng thưa với gia đình của bạn gái, bạn nữ. Thì nếu mà được có duyên thì mong được cho phép con tiến tới bạn nữ. Nếu mà hợp nhau. Con sẽ gì? Con sẽ cố gắng lo cho bạn nữ hết mình. Lo hết mình luôn ha. Dạ. Mình lo không biết chừng nào nó hết nổi đâu. Được rồi. Dễ thương lắm, nhớ nha. Tặng cho bạn mấy Doraemon nữa. Dạ, nhớ Doraemon của anh. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho hai em. Chị đi thoải mái rồi. Đây là bộ son do thép Vina QA gửi tặng cho bạn gái. Đây là sản phẩm nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Sản phẩm của Quyền Linh, sản xuất tại gia đình, bán tại gia đình, sử dụng gia đình luôn.
Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là quà tặng của Toshiba, quạt máy nha, gửi tặng các bạn. Hết rồi ạ. Chân thành là được, yêu thương là được, quan tâm là được, chăm sóc là được. Yeah. Hãy cố gắng yêu nhau cho đến trọn đời các bạn nha. Yeah, chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chú Linh ạ. Chúc mừng hai em. Mà lúc vô là mày nhậm hay sao mày? Mày sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì giá kỹ, em nhai kỹ lắm mà. Thế tôi hỏi có cách nào không? Sao sao em? Ăn tô cơm 45 phút đó rồi em có cách nào để khắc phục không? Em nghĩ ăn kỹ nào lâu, có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức. Em là Huỳnh Thị Ngọc Diệp, giáo viên mầm non. Ồ, giáo viên mầm non. Dạ em năm nay 30 ạ. Diệp quê ở đâu? Dạ em sinh sống ở Sài Gòn, quê em ở An Hữu ạ. An Hữu Cái Bè Tiền Giang đúng không bạn? Dạ. Dạ cùng quê Linh đó hả? Sát bên, cách nhau khoảng 100 cây số. Diệp 30 tuổi, giáo viên mầm non. Rồi bạn bao nhiêu tuổi? Dạ. Em tên là Nguyễn Quốc Thanh, 31 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Quê ở đâu? Sa Đéc ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm lễ tân nhà hàng. Để hỏi cái nghề cô giáo mầm non này xí, em làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm được 9 năm ạ. Bây giờ ví dụ như tới giờ rồi cho ăn, có những trẻ nó không chịu ăn rồi mình phải đút đúng không? Biến ăn. Dạ. Rồi những đứa béo phì rồi này kia nữa thì lúc đó mình làm sao? Mình ăn. Trước khi bé không ăn được á thì cô hát một bài hát cho bé nghe rồi động viên cho bé ăn được. Cái này hay à. Hay à, hát bài hát gì hát thử ơi. Bên kia có một bé bị béo phì nha. Anh hát sao mà cho bé đó đừng có uống sữa nữa giùm chị bé đi. Bé không ăn hát cho bé. Rồi ăn. Rồi. Anh dạ em xin phép hát à. Có chú heo con ụt ịt kêu hoài. Ăn suốt ngày phình lú cái bùm rè. Ôi chú heo sao mà làm biến thay. Khuya suốt ngày đừng có ham ăn hụt. Rồi đủ rồi, nghe đủ rồi. Thôi rồi 30 tuổi mà nghe cái giọng thiết. Sao em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Hỏi Diệp nè, Diệp bạn thấy bản thân mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì? Em khuyết điểm là em còn nhát lắm. Em tiếp xúc với bạn trai ít. Hồi đó giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. Em thường em còn nhỏ em đi học á em có quan tâm. Rồi đến khi em học ngành mầm non thì nơi đó toàn là nữ không. Cho nên là đến giờ em chưa có một bóng vắt vai. Chưa có một cái mối tình nào vắt vai hết trơn á. Dạ. Trời ơi vậy tội nghiệp quá giờ sao ta? Có ai hôn bạn chưa? Vậy là có rồi nè. Dạ chưa. Chưa, người ta chưa có mối tình nào vắt vai. Biết đâu có chàng trai nào hung thiệt rồi sao? Thì bữa nay hung nha. Bữa nay tạo điều kiện. Thôi nha. Mắc cỡ lắm. Thấy chưa? Bên đây là sao xuyến rồi đó. Bên đây nè, bên kia người ta chưa có mối tình vắt vai. Bên đây sao? Có mối tình nào chưa? Dạ em cũng được hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái chê em không có biết cách nói chuyện á, gặp bạn gái không biết nói sao. Trời ơi bên đây nhát, gặp bên đó nhát nữa rồi giờ hồi rồi ai tấn công ai đây. Rồi đừng chỉ cho cách tấn công nha. Thôi được rồi, bây giờ bạn muốn tìm người yêu thế nào? Người yêu của em là phải dễ thương. Dễ thương. Dạ. Bao dễ thương luôn. Trời chứ thật thà. Thật thà bên kia thật lắm. Ta nó không có hùng, ta nó không có hùng. Không. Rồi gì nữa? Dạ biết nội trợ. Với lại phải chung thủy nè. Chung thủy? Dạ. Được. Còn gì nữa không? Dạ em nhiêu đó được ạ. Diệp có đặt ra mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào không? Em mong anh ấy là người chân thật. Tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình. Có lối sống thật thà, chất phát. Dạ thôi. Bên đây bao chắc luôn. Có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Còn về ngoại hình? Anh ấy là người khỏe mạnh. Có thể bảo vệ được em. Chà, cái vụ khỏe mạnh này cũng mệt rồi nha. Khỏe không? Không nghi ông này dạ, yếu quá chút à. Dạ, chút từ. Khỏe không? Dạ, cũng khỏe chút chút. Mạnh không? Dạ, cũng không có chút chút à. Phải tự tin mạnh, khỏe. Dạ mạnh. Cũng được, hợp được. Với cô giáo đấy. Cái điều gì mình không thích người phụ nữ? Dạ, điều mà em không thích người phụ nữ là lăng nhăng, người với hay cầu nhào. Bản thân mình có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu rồi cũng có à. Như ăn cơm chậm. Trời ơi chậm. Ăn cơm chậm là sao? Bữa cơm em cũng khoảng 3-5 phút à. Là trời đất ơi. Do mình mà đút vô là mình ngậm hay sao? Mày sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì rất kỹ, em nhai kỹ lắm. Để tôi hỏi có cách nào không? Sao sao em? Ăn tô cơm 45 phút đó rồi em có cách nào để khắc phục không?
Em nghĩ ăn kỹ no lâu, có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức. Trời ơi, thưởng thức thưởng này. Gì? Trời ơi, mày dám ăn chậm không? Con lắm à. Hôm nay mình đi có ai người thân mình đi theo không? Dạ có, dạ có mẹ của em và okay. Bạn. Ba chào bác ạ. Ở nhà mình có hối thúc dịp lập gia đình chưa bác? Dạ bị ở nhà rất là cưng chiều, bởi vì có hai đứa con à, một trai, một gái và bà bé Diệp là Út đó. Cho nên kiểm soát về vấn đề mà đi làm đến nơi thì về mới đến chốn nên tới bây giờ nó. Trời ơi, cô kiểm mà bác kiểm soát hoài vậy rồi chừng nào Diệp mới lấy chồng được? Dạ. Rồi bây giờ còn kiểm soát không? Bây giờ đến lúc là phải đốc thúc Diệp tìm ý trung nhân rồi. Dạ. Dạ, bác muốn con rể tương lai làm sao bác? Thì thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì thấy cháu hiền. Dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Vô rồi. Nói gì với bác đi, nói đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao vừa nữa về con chăm sóc con bác sao, hứa luôn đi. Dạ con hứa với bác là nửa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn chậm nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn thật nhanh. Bây giờ tặng má vợ tương lai một bài nữa thôi. Dạ con xin hát tặng bác gái một bài. Dạ. Bài gì? Dạ tình anh bán chiếu ạ. À. Thôi vô. Dạ. Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tìm em không gặp anh gối đầu mỗi đêm. Vô. Vô, được rồi, được rồi. Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa, một hơi luôn nha. Cửa giường cô đã khóa kính từ năm nào. Tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm gầy, chiếc áo nhộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Thôi buồn quá bỏ đi. Bỏ quá. Bà bây giờ làm hát làm sao? À, bữa nay em đến chương trình em dạ, đi với dạ. Mẹ với mẹ tư em. Có mẹ nữa trời ngon rồi. Chào dạ cô. Chào em xin Quyền Linh này. Em xin Cát Tường. Dạ. Bây giờ cô thấy tình hình sao? À, tình hình thì thấy hai đứa nó cũng hợp nhau. À. Cô có nói gì với bên xuôi tương lai không? Hôm nay mình nói luôn đi con. Dạ. Thấy được á con thấy dạ. Hợp. Thôi giờ mình làm xuôi nha chị. Hai bà xuôi ôm nhau cái. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi xong, quan coi xong mới được luôn. Trời ơi, khỏe re dạ, luôn rồi. Chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Bữa nay tôi nó thuận lợi, tôi vô cùng luôn, sẵn có người lớn đây nè ha. Thế được rồi đó. Được. Rồi bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau đi. Ổn rồi, đôi trẻ gặp nhau đi. Cha mẹ là ổn hết trơn rồi đó. Quan trọng là đôi trẻ chịu hay không thôi, còn người lớn chịu hết rồi đó. Kéo màn lên. Rồi, quay qua. Dạ. Đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh rồi. Dạ, em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chân thật, người đàng hoàng. Cảm ơn em. Cái yêu cầu em nãy giờ nói thì anh cũng làm được. Chút nữa anh mời em đi sở thú chơi ha. Trời ơi. Trời ơi, trong sở thú. Vô sở thú chi? Ngày đầu tiên gặp gỡ đi sở thú. Mẹ cho phép con với ảnh đi không ạ? À? À, cho đi rồi. Dạ. Nhưng mà vì sở thú tiền vé ai mua? Dạ em mua. Hả? Dạ em. Có anh với Tường đi nữa nha. Dạ. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò cùng anh thì khoảng bao lâu mình có thể đi đến hôn nhân? Em nghĩ trong vòng một năm ạ. Anh nghĩ thời gian cũng hợp lý với anh. Yeah. Anh thấy em như vậy anh có muốn làm quen với em không? Anh thấy em thì người rất dễ thương với cũng xinh đẹp nữa. Anh cũng vui lắm.
Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó nó tình thật là tình cảm, tỏ tình với bạn trai hay gái. Nói câu gì đi. Đi chung thủy em suốt cuộc đời gì đó. Anh hứa với em là sau này anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ. Muốn nói gì nữa không? Em muốn nói câu gì với anh không? Em hứa với anh là em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh và gia đình. Được rồi, quá dễ thương rồi. Rồi thôi. Chuẩn bị. Suy nghĩ nha. Cặp này không bấm nút mà tôi bấm đó nha. Một. Hai. Ba. Bấm. Quá. Nắm tay thôi, nắm tay thôi. Nắm tay xin, có ba mẹ, có mẹ đây rồi, sao nắm tay, nắm chặt đưa ra phía trước cho người ta thấy đi. Chặt vô, nắm chặt vô, đó. Hay sao? Trời, xứng đôi quá ha. Dạ, ấm không? Dạ, ấm mềm. Giờ, giờ hung nụ hôn đầu đời nè. Chưa có được từng hung bao giờ. Đó, đó má vỗ tay luôn rồi kìa. Má vỗ tay. Thế đi. Đó. Không giống hửi á. Không lâu lâu, chúc không lại cho không lâu lâu cái coi cảm giác sao nè. Sao em? Cảm giác hay sao em? Dạ mắc cỡ. Thật tế thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em đơn giản. Hay quá, được, suy nghĩ rất là tốt. Chào ha. Em. Dạ, chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg là thì mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập. Thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mà đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, em cũng gán tập, tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được 8-9kg. Ồ vậy hả? Dạ, anh động viên chị Vân đi. Chị Vân dễ thương rồi, mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết đúng không? Bây giờ dạ, chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nói chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được. Qua mập xấu không quan trọng. Em mập là bình chắc thôi. Mập ok đúng không? Dạ, tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ nữ là được rồi. Rồi, vô tim của chị luôn. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi. Quê quán Cần Thơ. Làm việc ở Sài Gòn. Phước 38 tuổi, dạ, quê Cần Thơ. Dạ. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ, làm tài xế Nguyễn Bình. Tài xế lái xe gì? Dạ, lái xe sắt thép, xe dựng của Villa Kiwell. Vậy là xe, gọi là xe công đó đúng không? Xe tải bự đúng không? Xe 3 tấn rưỡi anh Linh. À. Rồi, Phước 38 tuổi, quê Cần Thơ, làm thành phố Hồ Chí Minh, lái xe. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Xuân An, em năm nay 31 tuổi. Em là chuyên viên của làm tại Sở Khoa học Công nghệ Long An ạ. Dạ. Sở Khoa học Công nghệ Long An. Dạ, hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây là chị hả? Tay em hôm qua em mới làm hôm qua để dành tặng cho chị ạ. Ồ, trời ơi, chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy. Dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tự tay đó hả? Dạ, tự tay em làm ạ. Nhớ chia lịch như nha Vân. Nè. Cho lưng sợi dây sao? Cũng được. Chia cho làm sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Trời. Mà em bây giờ mình nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người, nhất là bạn gái. Điểm yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Giống anh quá. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống y chang anh luôn. Nóng hơi cỡ nóng nào? Tánh ăn nhiều. Dạ. Nóng cỡ nào cưng? Lúc mà cưng nổi cơn điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là như trong công việc, ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu, thì nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí rồi mình thấy người ta hơi biết cái gì, hơi biết mình nóng thì người ta nhịn đó, thì mình im luôn. Còn người ta cự thì mình chơi luôn. Thấy quá thì mình thôi cút lui cho chắc ăn. Mình im luôn, coi như dạ, mình không có cự lại luôn. Dạ. Ồ, vậy cũng lành tính chứ đâu có nóng tính đâu ta. Dạ, tại hơi nóng thôi chị. Hơi nóng không? Rồi thích ăn, thèm ăn là sao? Em thích ăn là dạ, sao? Dạ, nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm. Ồ. Cái đặt em xấu vậy đó, ăn nhiều rồi chừng nào hết, cơ ghiền rồi ra em nghỉ ăn à.
Chị Vân chị không có buồn, chị vui buồn gì chứ không ăn hết trơn á. Ôi ôi chứ tôi ăn mà thua Linh à. Trời ơi tôi nói thiệt á, cái người mà ăn nhiều hơn á là Linh đó. Mà tại vì trời thương Linh cái cơ địa nó không có mập thôi. Nói nghe nè, em dạ. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Dạ em thì điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Khéo tay nữa nè. Em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Nhưng mà những cái gì mà em thích thì em sẽ quyết tâm làm, nhưng mà những cái gì em không thích rồi là không có ai ép em làm được hết. Em thì thích ăn nhưng mà em ăn có chọn lọc, chứ em có nghĩa là giống như em giống như buffet vậy đó, em ăn mọi thứ ít. Nhưng mà em ăn hoài luôn, có thể suốt ngày em ăn từ sáng cho tới tối luôn cũng được nữa. Nhưng mà em cũng thích ăn đúng không? Nhưng mà em không ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà khẩu vị của em thì giống như người Bắc vậy á. Còn anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí, là có nghĩa là em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân, chăm sóc những cái người mà em cảm thấy thân thiết và em là một người sống tình cảm. Dạ. Nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính. Em cũng nóng tính luôn. Dạ. Nóng tính là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh rất hiền, nhưng mà nhất là phụ nữ là em yên tâm đi, anh là lúc nào là anh phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền, các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu, cho anh mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc người ta, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi rồi biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, hơi cưng chiều một xí chứ không sao, mình nhịn là cho nó yên, chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dạ anh á em. Dạ anh thì nói chung thì ba mấy năm nay anh cũng muốn tìm một mối tình, đang kiếm một người đi hết cuộc đời, là dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là cưng lúc nào cũng là cưng rồi đó, nhưng mà chưa có cơ hội, không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn tại vì lúc trước á thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê. Dạ. Do vật chất gia đình anh thì cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng, rồi anh cũng để cho anh lấy chồng, rồi từ đó giờ anh đó là cái quan niệm anh là rất là phấn đấu, là có nghĩa là anh đi làm ví dụ là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được á, là mình nên lập gia đình, tại vì người đàn ông mà ví dụ mà trụ cột gia đình mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá, câu này hay đó. Rồi. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Rồi một mối tình duy nhất đó thôi. Chia tay mối tình nó bao lâu rồi? Dạ chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm mình. Mười mấy năm rồi. Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác dạ, nữa. Không, tại vì công việc của em á thì nói chung thì cũng em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một ví dụ mà mình có duyên rồi mình làm mà mình thấy có ổn định công việc rồi mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cũng cố gắng mình cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn cho nhưng mình. Bây giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ rồi, ha. Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Ừ, còn em sao? Tình duyên sao nè? Dạ thì thật ra thì em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi, nhưng mà do hoàn cảnh là em là con một cho nên là em ở bên Long An, còn chồng em ở bên Bến Tre, rồi nhiều vấn đề xảy ra, rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Rồi sau khi mà ly hôn thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà em kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, em đặt nặng tình cảm nên cũng người ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình.
À. Dạ, cho nên là cũng không đi tới đâu. Nhưng mà hôm nay á, đi lên chương trình á, thì mấy chị bạn trong hội bạn thân của em á, thì cũng nói là quyết tâm là nay lên đây, dạ em không tìm người yêu, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em anh đang ở đây, đây nè. Nhưng mà chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa dạ. Có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Nói chung thì mình trên đời này không có gì mà suôn sẻ, cái đường nào mà cũng không suôn sẻ. Mình quan trọng nhất là cái em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là cái nỗi khổ, không ai muốn vậy. Nhưng mà bản thân người đàn ông là nếu mà mình là em là không bao giờ nghĩ tới có gia đình hay là hay không có gia đình, không có quan trọng, là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai hiện thực tế thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em đơn giản. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ, chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dạ, dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg là rồi, mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập. Rồi em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng nó hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên thì em cũng gán tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được 8-9kg. Ồ vậy dạ. Hả? Anh động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi. Mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ dạ. Chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nếu chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được. Mập xấu không quan trọng. Em mập là bình cho nó chắc thôi. Mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cái đó cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không có nghĩ là phụ nữ hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ nữ được. Là được rồi. Là thì em thương rồi. Tại vì em biết không, anh Linh á, là vợ của anh ốm quá. Dạ. Ốm đi rồi cái anh nhìn ai cũng thấy người ta mập hết trơn á. Dạ. Chứ thực sự người ta cũng vừa người chứ cũng đâu có mập gì đâu. Tập cho nó chắc lại thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi thịt nạc dâm không đó. Tôi nói cho ông biết á, giờ tập kiểu gì giờ. Nói nghe nè, dạ. Chỉ nói giỡn thôi. Nhưng mà em thực lòng á, ví dụ như em mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em á thì cũng đơn giản lắm, là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, không có cần phải ngoại hình. Dạ dạ, không cần ngoại hình, cũng nói chung là giản dị lắm, nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng với nhan sắc. Con đây một. Chỉ cần tình yêu thôi. Dạ, à con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Thì con một đâu có đi dạ, đâu được đâu. Dạ. Phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi. Bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ trọng. Thì có một thôi đúng dạ, không? Không nên phải bên này bên kia, em là người lớn là bên nào em cũng là đặt lên vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Dạ. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy dạ. Thì em có e ngại điều gì không? Dạ không e ngại, cái đó là em, cái đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị. Mình phải thương người ta hơn. Dạ, dạ đúng, tại vì là phụ nữ nó đúng rồi. Nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ okay. Chia sẻ bạn ấy rất là tôi chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu, lắm. Tôi nói đàn trai là tôi là tôi số 1. Tôi thấy là tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi tôi đó. Tôi còn ưng dạ. Đàn trai đừng nói chi ai. Thì đó, thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Ừ. Đâu, xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Đó, tôi móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ. Dạ, thấy hai chị em như nhau. Đồng màu, đúng đồng chất. Luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu, đồng chất. Dạ. Được đó. Nếu hai người hợp xứng nhau. Xứng không ạ, xứng không ạ? Xứng đó. Dạ, xứng là được rồi. Không, bây giờ nói thật sự là học bấm không quan trọng hết trơn. Quan dạ. Trọng đấy người ta tập nó còn xuống nữa mà dạ. Ha. Nhưng bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng dạ. Bao lâu em có thể cho bên đây bước tới?
Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở cái rào quán. Anh cũng muốn bước mà cái rào nó cản em ơi. Xong rồi cái rào quán là em qua hốt liền á. Hốt liền. Được luôn. Dạ bước liền. Khỏe rồi. Có về làm rễ không? Được không? Dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em tại vì hoặc là sẽ ở rễ bên nhà em tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ở ba đâu? Mẹ em là dạ ở Long An, ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh luôn, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng hả? Rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh? Đúng dạ. Rồi. Rồi vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà dạ. Có hai ba mẹ em thôi đúng không? Dạ, với đúng em rồi. Thôi. Đúng dạ, rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. À vậy được. Ồ, rồi. Vậy là ông bà còn trẻ. Anh về làm trụ cột trong nhà ha. Dạ. Sửa lại mái nhà, điện nước cái gì anh lo hết. Dạ. Khỏe lắm. Anh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Nhưng mà em á, em thích bạn trai sao? Cái mẫu dạ, bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được. Còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế gò đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế gò đen đó anh. À, anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon còn rượu đi chắc nghe nó rượu gò đen rồi cũng mạnh lắm chắc anh uống chắc được xị á. Dạ mấy chai? Vậy được rồi dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em yên tâm đi em uống đi anh đưa em về không sao đâu. dạ được rồi. Rồi. Hôm nay em đi với hai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và dạ. Dạ, quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bất đồng. Chứ thì bản thân tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em nhận ý như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, chững lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ, ok. Thấy hiền. Rồi, hiền. Bạn trai bển đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Chị ruột hả? À, dạ đây. Chị họ. À. Chị họ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm. Hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thấy nhắn nhủ không? Bên đàn gái sao? Nhắn nhủ dạ em không? Thấy thì theo chị á, thì bên đàn gái á, nhìn thì cũng được, tính cũng được đó. Mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm mà dễ thương. Nhưng mà nhậu thì cũng được. Nên là, quá được luôn á. Nên là cũng hợp với em. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi, thôi bây giờ để ai cũng lớn hết rồi ha. Mình mở rào hai bên gặp mặt đi rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng rồi. Rồi ngày mai về quê rước em gọi là về Vinh luôn. Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn. Mở rào miền Tây. Bắt đầu đi em. Chào anh. Dạ. Đứng lên nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Dạ, em được biết là anh không còn mẹ. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì
Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có anh. Dạ. Tiếp tục đây đây. Rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quá thứ hai nữa đấy. Muốn gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá, thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa, thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi, em tặng anh ạ. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Món quà này là chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Dạ. Trời ơi em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Ừ. Dạ. Bữa nay ở dưới quê, ba em gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Cảm ơn ạ. Được đó, ăn bưởi được á em. Đừng ăn gì khác. Dạ. Thôi. Để em dưới đi. Dạ. Quà cáp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Dạ. Anh thích phụ nữ, anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. À thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mà không được gì hết. Mà anh cái bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. À, cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? À, em thì cũng bình thường, đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Dạ. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình đó, thì anh cũng có nói là mập hay là ốm không quan trọng. Dạ. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẻ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước, mà em là của bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát, nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính, nhưng mà thí dụ như anh em nóng anh nguội, anh nóng em nguội, hai đứa mình cùng nguội càng tốt. Không, mà nếu mà em mà nóng á thì anh biết tính em nóng á thì anh sẽ nhịn nhường nhịn hết. Dạ. Những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời thì cái lúc mà ấy thì em nói thì anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại thì tính anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh biết điểm anh sai là anh nhận lời thôi, chứ dạ, không có ai xin lỗi thôi, chứ không có hơi eo hẹp thì không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? À, nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phía đi xa để giao hàng đó. Cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Là phân phối cho các đại lý như thầu, hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh là anh điều trả hết. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á, rồi sao anh? Thì rồi tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. À, thì đó thì đây cũng gần thì anh nói chung thì anh đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ, tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi. Thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình. Thì tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha? Được. Dạ, còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh? Anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi run, không biết hát được không. Trời, nó được nhiêu hay nhiêu. Dạ, nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên. Cái bình hát rồi. Em đứng lên nghe anh ấy hát.
Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Ấm lên rồi. Dạ, em cảm ơn. Anh thấy sức khỏe em khỏe rồi, ấm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử coi, thử coi. Thôi đừng không, ấm. Được được. Thôi thôi, ngại. Không có gì đâu, ngại, ấm thử coi. Dạ, dạ thôi em ngại. Dạ. Thôi để tụi em ấm riêng đi anh. À, dạ dạ em ấm. Rồi em được. Gái hát tặng đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đậm và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin, tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi đã, bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi đó. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Ngồi xích về xích, là về xích. Long An, về Tân An. Chuẩn bị. Đếm luôn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, yes. Vô. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau. Đó, trời ơi, ơi, hợp. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp không anh? Hả, hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền. À, có một mình lủi thủi thôi, cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi hay về Tân An ở luôn, rồi có gì bạn sắp xếp vô công đoàn chở hàng ở trong công đoàn hay chở đồ đó cũng được ha. Được á. Dạ. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ em cũng không có ít nói mà không biết nói gì. Em nói thật sự là bữa nay em vui lắm, mà em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ hay là rồi. Dành cho vợ em. Thôi ơi. Rồi xác nhận luôn, luôn rồi, xác nhận luôn, luôn, rồi. Luôn. Bên kia không lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không biết coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên, để tôi nguyên, tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để hình bìa. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi, xong. Nói chung á, hai người dễ thương lắm á. Đám cưới mới mời nha, gần ngang sát bên luôn á. Ha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho đúng hai rồi. Bạn. Sản phẩm Amity. Ha. Đi ra chợ thấy sản phẩm rửa nước, rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt xả của anh Quyền Linh đó nha. Dạ. Mua ủng hộ nha. Dạ rồi. Nếu hai bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ được sử dụng miễn phí một năm luôn. Dạ. Một năm luôn nha. Một năm miễn phí. Còn này là quà của riêng em nè. Dạ, bộ son môi Yurika ơi. Của Nhật Bản do thép Vina QA tặng riêng cho em. Dạ. Còn đây nếu như tụi em đăng ký kết hôn thì sẽ có món quà tiền mặt trị giá là 20 triệu đồng của thép Vina QA là quà cưới của tụi em. Dạ rồi, em cảm ơn. Đây cặp là này chắc chắn lấy 20 triệu rồi. Mặt hè, đi uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc gửi tặng cho hai em. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, xách cái này luôn. Bây giờ nhiều quá rồi, rồi chút xíu quá. Xuống nè. Sen đá, rồi cái gì đó dành cho ba mẹ thấy không? Ta gửi tặng rồi. Ba mẹ dưới Cần Thơ luôn thấy chưa? Yeah. Cảm ơn em về cái nón nghe, nón dạ. Đẹp quá à. Về Cần Thơ, xong rồi á, về Long An, trên đường đi luôn, quốc lộ 1 thẳng tiến. Dạ, Cần Thơ cách Long An có 2 tiếng rưỡi thôi. Em không đi phượt hoài à, tới. Em đi phượt xe máy hoài sắp à. Nửa đường cao tốc xong rồi, không bao giờ quá 2 tiếng, yên dạ. Tâm. Rồi, thôi chúc các bạn hạnh phúc nè, đi đi rồi. Tôi cầm dạ, giùm, dạ, chứ rồi, giờ sao cầm. Từ từ nắm tay bạn gái, đừng có buông bạn gái ra, nắm tay em thật chặt vô. Về. Về hai người nhớ tập thể dục nha. Em chỉ có lấy ưu điểm thôi. Dạ. Không khuyết điểm. Không có khuyết điểm hả? Khuyết điểm thì nhiều quá, cho anh 200-300 cái. Có thứ gái là cái khuyết điểm lớn nhất của em á. Còn khuyết điểm gì nữa, nói một vài khuyết điểm nữa đây. Em nhớ lại coi nhiều lắm, em nhớ không nổi. Anh tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn à. Nguyễn Anh Tuấn. Dạ. Vâng. Rồi, anh chào xíu con người à. Tên gì? Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh và em chào các bạn khán giả của trường à. Hôm nay ạ. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hiệp ạ. Hiện tại em đang làm nhân sự trong công ty Mai ở quận 12 ạ.
Rồi anh ơi, anh bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu vậy? Cái khai sinh là em sinh năm 1982, nhưng thực ra ngoài đời của em là sinh năm 81. Em hay trêu đùa với học sinh là thầy phải khai trong giấy khai sinh là sinh năm 81 là bởi vì hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần 12 năm thì phải học phổ thông giống các con. Một năm thầy phải ở lại lớp 1 nó là 13 năm. 3 năm thầy ôn thi đại học nữa là bao nhiêu ạ? Là 16 năm, 4 năm thầy học trên giảng đường Đại học Vinh của Nghệ An nữa là 20 năm. Bây giờ thầy 34 tuổi. Bây giờ cuối cùng là thầy đang dạy học phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhờ em nhờ thầy vắn tắt giùm em tí xíu ạ. À, nãy giờ bạn cảm giác thấy như thế nào? Dạ, em thấy anh này hơi nói nhiều tí. Nói nhiều? Dạ, nhưng mà cũng dễ thương. Dễ thương hả? Trời, dễ thương chỗ nào? Qua cái cách nói chuyện anh này cũng hài hước. Thầy nhưng mà vui tính như vậy, sinh viên mừng lắm. Hình như đặt ưu điểm của bạn là kiên nhẫn đúng không? Dạ, em thì nói chung là có quyết tâm cao và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chứ còn nãy giờ tôi thấy tôi mệt rồi đó, tôi không có đủ kiên nhẫn rồi đó. Vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em thì khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Nóng tính? Dạ. Thầy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Khoảng 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi? Dạ. Thầy dạy cấp mấy? Ngày xưa thì em dạy cấp 3, sau đó em bây giờ mới chuyển xuống cấp 2 ạ. Rồi chừng nào thầy xuống cấp 1? Không, cấp 1 chắc là em không đủ. Dạ, chào thầy. Em ngưỡng mộ thầy quá, em không thể chịu đựng nổi. Đáng lẽ là chưa có tới cái giờ quay mặt mà em phải qua quay mặt thầy. Dạ, thầy học thì cũng ở lại học mà thầy dạy thầy cũng bị tụt thấp. Dạ. Đó có phải lý do của nó vì... Dạ. Tính em thật quá mà người ta nói thật thà thì ăn cháo mà bố láo thì ăn cơm. Em không có đó là đúng. Thế thầy ăn cơm hay ăn cháo? Em ăn cháo á. Vậy hôm nay thầy đến đây là quyết chí lấy vợ hay sao thầy? Dạ đúng rồi, bố mẹ em hối em nhiều quá nên em... À bố mẹ hối chứ thầy chưa muốn hả? Không, cũng muốn á. Dạ cảm ơn thầy. Trời, cảm. Trời ơi trời. Con mặt cũng dễ thương mà sao ngộ vậy ta? Chi ngộ? Bà rất ấn tượng đó. Vậy giờ mình có đặt ra cái chuẩn cái người đàn ông mình muốn là như thế nào không? Dạ em thì muốn cái người đó là mạnh mẽ tí, biết quan tâm, chăm sóc. Nói chung là nhường nhịn em tí, bởi vì cái tính em hơi nóng. Nhưng những lúc em nóng thì anh đó hơi dịu một tí là được rồi chị. Rồi có cái điểm nào mà bạn không thích về người đàn ông của mình? Dạ em không thích là nói nhiều. Bởi vì... Dạ bởi vì em thì... cái tính em ít nói, em cũng không muốn nói nhiều. Mà nói nhiều thì em nổi điên lên em cũng nói nhiều luôn là chết. Nãy giờ nổi điên chưa? Dạ chưa, đang kiềm chế. Đang kiềm chế hả? Dạ. Bên đây ta đang kiềm chế đó nha thầy ơi. Anh có biết ưu điểm của anh là gì không? Ưu điểm của em thì cũng ít thôi, cũng chịu thương, chịu khó. Em có trách nhiệm với gia đình. Em chỉ có nấy ưu điểm thôi. Dạ. Không có khuyết điểm hả? Khuyết điểm thì nhiều, có cả trang 200-300 giấy cũng có. Thứ ái là cái khuyết điểm lớn nhất của em á. Còn khuyết điểm gì nữa, nói một vài khuyết điểm nữa coi. Để em nhớ lại coi, nhiều lắm em nhớ không nổi. Ngày xưa em cũng hay lăng nhăng, bây giờ em không lăng nhăng nữa. Bây giờ em lo em lấy vợ, bố mẹ em hối em nhiều quá. Thầy ơi thầy, nhưng mà hôm nay thầy đi đến đây là có học trò thầy đi theo không thầy? À còn có hai đồng nghiệp của em ở ngồi dưới nè chị ơi. Bây giờ nè, chị cảm nhận thế nào về anh chàng bên kia? Em chưa thấy mặt nhưng mà em cảm nhận anh này dễ thương lắm á. Dạ chắc dễ thương lắm đấy. Nhưng mà hơi lằng nhằng tí thôi. Dạ không sao, gì em sao kỹ. Ở trường anh có dễ thương, có vui vậy không vậy? Em cảm nhận là sau bao nhiêu năm công tác thì anh Tuấn là một người sống rất là có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Anh nói nhiều nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Anh sống rất là biết quan tâm đến mọi người. Dạ. Nhưng mà ở trường có ai để ý anh Tuấn không? Dạ, thầy Tuấn thì được rất là nhiều học sinh thương yêu, cũng giống như là đồng nghiệp cũng là thương yêu và giúp đỡ rất là nhiều. À, cảm ơn chị. Chị thấy cô này như thế nào? Có hợp với thầy Tuấn không? Dạ, bản thân Quỳnh cảm nhận Tuấn thì Quỳnh thấy chị bên này làm nhân sự thì mình nghĩ là chị cũng tâm lý và cũng là một người có trách nhiệm, cũng đạo đức giống như những gì mà Tuấn đề ra, thì Quỳnh nghĩ là Tuấn cứ thử nhìn mặt rồi Tuấn quyết định là quỷ của Tuấn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ trước khi xem mặt á, tôi cũng có một vài nói điều nói với thầy. Tiếp xúc với thầy á, luôn tạo cái niềm vui cho người đối diện. Dạ. Ha, tôi nam mà tôi còn cảm giác như vậy. Dạ. Nhưng mà mình hạn chế những cái gì quá thật đi. Đôi khi nó thật, nó trần trụi quá. Dạ, đó, nó cũng dạ, không dạ. Hay.
Không phải không hay mà nó hại đến bản thân mình. Thầy biết không? Dạ biết. Thầy biết hại rồi sao thầy còn nói chi hoài vậy? Đôi khi là có tài có tật của thầy ha. Dạ dạ. Rồi, ok, mình sẽ kéo màn lên. Nếu mà không có nhờ chị ở dưới nói á thì là nãy giờ chị cũng đang hoang mang lắm, chị không biết có nên mai mối cho em cái người thầy ngồi bên kia hay không. Dạ. Nhưng mà khi nghe đồng nghiệp của thầy Tuấn đây nói thì mình cũng phần nào thôi mình phải coi lại ha. Nhiều dạ. khi chỉ là vài câu xã giao thì mình cũng chưa thể nào nhận định một con người được. Có dạ. thể bên ngoài thầy vậy nhưng bên trong thầy cũng yếu đuối, thầy cũng khao khát tình yêu lắm. Bây giờ mình coi mặt nha. Rồi, dạ. kéo màn để lên. Ngâm cứu. Ngâm cứu. Chúng ta có 2 phút gặp nhau để nói chuyện thầy ha. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đầu tiên anh cảm nhận về em như thế nào? Cũng thấy cũng bình thường. Dạ. Cũng bình thường là như vậy. Tiêu chuẩn về người bạn gái của anh như vậy, anh thấy em có cái tiêu chuẩn gì nằm ở trong đó hay không? Cũng được 80%. Bạn cảm nhận mình thế nào? Anh hả? Cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Cảm ơn. Xin lỗi khán giả nha, trong trường học sinh là chào bằng câu chúng con kính chào thầy Tuấn, hot boy đẹp trai xì tin cu te. Anh chỉ nói giỡn thôi chứ không phải ý. Thôi 2 phút hết rồi à, con chuồng này. Chưa, mới có 1 phút mà. Ba nói à, giờ anh nói đi. Em nói nãy giờ. Không nói gì cổ thôi, nói riêng gì cổ thôi. Lấy nhau về làm gì rồi á, tiền bạc ai giữ thì nói hết luôn đi. Lấy nhau về rồi sẽ đẻ con. Rồi tiền bạc thì ai giữ thì không quan trọng. Quan trọng là lúc bố mẹ ốm đau, chồng mình cũng phải có ít tiền mà mình đi thăm bố mẹ. Lương em bây giờ làm 5 triệu em đưa 3 triệu thôi, còn 2 triệu để em xài. Không có đưa là được rồi anh. Anh nhìn thẳng vô mắt cổ anh nói thử, tiếng thử anh yêu em thử coi được không? Xin lỗi anh Linh, cái câu này em chưa nói với ai bao giờ anh Linh ơi. Nói thử là lần có cảm giác sao? Nói thử thôi. 2, 3. Thôi mình thích bạn đi. Đổi đi chứ anh yêu em nó nghe nghe nó kỳ lắm. Thôi anh Linh ơi, hết đời rồi. Như anh gặp em anh khóc hay sao? Nói nhiều lắm mà sao cuối cùng cái chuyện giờ ta cho nói không chịu nói vậy trời. Không phải. Chị vẫn không hiểu. Em thực ra là em rất ít nói. Người khác khui ra thì em nói được. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ kỹ và quyết định có đồng ý nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Từ đợi xíu. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý để quyết định nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý, mà không nhấn nút là không đồng ý. 2. 3. Hết thời gian. Lý do tại sao thầy không đồng ý hẹn hò với bạn nữ bên kia? Em nhìn thấy thích thì em với nhấn nút rồi. Mà em nhìn thấy cũng không thích lắm. Nên là... Tại sao không thích lắm? Lý do tại sao tao dễ thương vậy mà? Thì dễ thương là một chuyện, với nhìn với thích với sát vào nhau được chứ không... không không thích sát vào nhau khó chịu lắm. Thế còn bạn tại sao bạn lại không đồng ý nhân lúc chọn thầy? Dạ, bởi vì em thấy giữa tính cách của em với thầy không có hợp với em, nên em cũng hy vọng là ảnh cũng giống như là người bạn vậy đó. Dù sao thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó.